Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 154. Mạc Thanh Nhiên nhắm mắt lại, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Lão già. Chấm chấm chấm. Ở nơi xa tít chân trời, Lâm Tiêu đi đến, cười hỏi Diệp Huyên, thiếu chủ, ban nãy cậu nói muốn khai chiến với Thượng Cổ Thiên Tông là thật sao? Hắn hỏi lại, tiền bối nói thử xem. Lâm Tiêu do dự rồi lắc đầu, ta không biết. Nếu người nói là kiếm si, ông ta sẽ tin là thật. Nhưng nếu là Diệp Huyên, người này không giống với kiếm tu bình thường. Bên trong toàn là tâm địa gian xảo. Nói muốn đánh, lại chưa chắc sẽ đánh. Diệp Huyên khẽ cười, tiền bối có biết vì sao Trần Huyền Chi và lão già kia lại phách lối đến vậy không? Lâm Tiêu, chúng cho rằng chúng ta hiện nay không dám đối đầu với chúng. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Nếu nhượng bộ, chúng sẽ cho rằng chúng ta mềm yếu, mà trên đời có rất nhiều kẻ thích bắt nạt người yếu. Càng cố gắng nói lý lẽ, đối phương càng cho rằng chúng ta đang khiếp sợ. Gặp thứ người như vậy, chúng ta đương nhiên có thể nói phải trái, nhưng chỉ một lần mà thôi, sau đó thì cứ sỉ nhục hắn. Chỉ cần đập hắn một trận, hắn nhất định sẽ chịu nói lý với chúng ta. Lâm Tiêu nhìn hắn, nếu Thượng Cổ Thiên Tông thật sự muốn khai chiến cùng chúng ta thì sao? Diệp Huyên cười, họ sẽ không làm vậy. Lâm Tiêu cười hỏi, vì sao? Diệp Huyên, làm vậy thì có ích gì? Thế lực lớn như họ quan tâm nhất là lợi ích, không có sẽ không làm. Lâm Tiêu lại hỏi, nếu họ chọn khai chiến chỉ vì mặt mũi? Diệp Huyên nhún vai, thì đánh thôi. Lòng tôn trọng đều được xây dựng từ quả đấm mà. Lâm Tiêu không hỏi nữa, chỉ nhìn hắn. Đúng lúc này, một tia kiếm quang đáp xuống bên cạnh Diệp Huyên. Chính là kiếm hành. Diệp Huyên hỏi, sao rồi? Kiếm hành, kiếm mộc đang đánh với tộc trưởng Thượng Cổ Thiên Tộc. Diệp Huyên, thắng không? Kiếm hành, tạm thời không rõ. Diệp Huyên cười, vậy đi. Bọn họ chạy thẳng đến Thượng Cổ Thiên Tộc. Trên đường đi, Diệp Huyên như nghĩ đến điều gì mà nói, theo kinh nghiệm của ta thì mấy thế lực này hay gọi tổ tiên lắm. Chúng ta phải chuẩn bị trước. Kiếm hành, thì đánh luôn tổ tiên bọn chúng thôi. Diệp Huyên. Lâm Tiêu bỗng lên tiếng, kiếm minh có thể gọi tổ tiên không? Diệp Huyên tò mò nhìn sang kiếm si. Kiếm si nghĩ ngợi một hồi rồi nói, hay là chốc nữa cậu thử xem. Gọi cha ư. Khóe môi Diệp Huyên cong lên, chúng xứng sao? Thượng Cổ Thiên Tộc. Lúc này đây kiếm mộc cùng Thiên Diệp vẫn đang đại chiến. Không thể không nói, hai người đều rất mạnh. Nhất là Thiên Diệp, bởi vì y đã có dấu hiệu chiếm thế thượng phong. Cục diện có lẽ không được lợi cho kiếm mộc lắm. Lúc này, kiếm điên đột nhiên nói, thiếu chủ đến. Kiếm tuyệt quay đầu nhìn, cách đó không xa, nhóm Diệp Huyên đang bay đến. Mà lúc này, cường giả Thượng Cổ Thiên Tộc cũng xuất hiện ở phía chân trời. 15 đăng thiên cảnh. Hư vô cảnh phải có đến 200. So về thực lực tổng hợp thì Thượng Cổ Thiên Tộc vẫn đang chiếm ưu thế. Tất nhiên, trong số này có kha khá cường giả là tán tu từ nơi khác đến. Mà lúc này, Kiếm Mộc và Thiên Diệp cũng đã dừng lại. Thiên Diệp nhìn về phía Diệp Huyên, y khẽ mỉm cười, không thể không nói, người rất dũng cảm, vậy mà dám. Diệp Huyên đột nhiên hô lên, giết. Giết. Lúc giọng Diệp Huyên vừa dứt, những cường giả phía sau hắn đều ngỡ ngàng. Không phải nên nói vài câu với nhau trước sao? Dù gì cũng phải có tiết mục mở màn đã chứ. Lúc này, kiếm si đã dẫn người lao ra ngoài. Thấy thế, Lâm Tiêu cũng cười ha ha, vậy thì đánh thôi. Nói xong, ông ta và Ngôn Chân Khanh cũng dẫn theo cường giả trong tộc sông ra ngoài. Gặp mặt là đánh, nói lời vô ích làm gì? Thượng Cổ Thiên Tộc cũng đơ người, mấy tên này vừa đến đã lao vào đánh nhau, sao nhanh thế? Sắc mặt Thiên Diệp cũng trầm xuống. Bấy giờ Thiên Quân ở một bên bỗng nói, phàm là ai giết được người của Kiếm Minh, thưởng ngay 100 viên vĩnh sinh nguyên tinh cấp thánh. 100 viên vĩnh sinh nguyên tinh. Phải nói rằng phần thưởng đó vô cùng hấp dẫn với tán tu. Nhưng bọn họ lại không ra tay. Bọn họ đang chờ. Chờ cường giả Thượng Cổ Thiên Tộc ra tay trước. Bọn họ không muốn làm bia đỡ đạn. Đùa gì vậy,
kiếm minh này cũng chẳng phải quả hồng mềm, nếu cường giả thượng cổ thiên tộc không xuất thủ trước, bọn họ tuyệt đối không xông pha. Tất nhiên thiên quân cũng hiểu rõ đạo lý này, thế là gã khẽ vung tay, những cường giả kia của thượng cổ thiên tộc liền vọt thẳng ra ngoài. Thấy thượng cổ thiên tộc đã lao ra, những tán tu kia mới bắt đầu ra tay. Bắt đầu đại chiến. Người bên thượng cổ thiên tộc tương đối nhiều, thế nhưng khi song phương giao thủ, bọn họ lại chẳng chiếm được lợi thế nào. Bởi vì sức chiến đấu của kiếm tu kiếm minh thật sự quá kinh khủng. Gần như ai cũng đều có thể lấy sức một đánh hai. Thấy tình hình đó, sắc mặt thiên quân ở phía dưới trở nên âm u đến đáng sợ. Lúc này, kiếm tuyệt đột nhiên nhìn về nhóm cường giả đăng thiên cảnh của thượng cổ thiên tộc, chúng ta giải quyết đám này trước đi. Vừa nói xong, trong hộp kiếm sau lưng ông liền có một luồng kiếm quang bay ra, chém thẳng xuống một cường giả đăng thiên cảnh của thượng cổ thiên tộc ở phía xa. Mà kiếm hành bên cạnh ông cũng xông ra ngoài, hắn ta hóa thân thành kiếm, chém thẳng về phía chân trời như điện bắn. Kiếm mộc nhìn thiên diệp ở nơi xa, cười ha hả, đánh tiếp nào. Dứt lời, kiếm gỗ trong tay lão đột nhiên bay ra, chém đến chỗ thiên diệp. Nhưng thiên diệp không ra tay nữa. Một ông lão áo xám bỗng xuất hiện chắn trước mặt kiếm mộc. Thiên Diệp nhìn Diệp Huyên ở nơi chân trời, cười nói, nghe nói đứa con trai kia của ta rất ưu tú, thật không vậy? Diệp Huyên nhìn Thiên Diệp, thấy ngươi, ta mới chợt phát hiện ra cha của ta đúng là quá tốt luôn đấy, mẹ nó, thật sự quá tốt. Thiên Diệp cười nói, ngươi biết ta có bao nhiêu đứa con không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Thiên Diệp cười ha ha. Không một vạn thì chắc cũng 8.000 đó. Diệp Huyên khẽ thở dài. Lúc này hắn bỗng thấy cảm thông cho Diệp Thần. Có một người cha như thế đã đủ khổ rồi, ai dè còn có thêm một người mẹ biến thái nữa. Đời trước rốt cuộc hắn đã tạo nghiệt gì vậy chứ? Diệp Huyên nhìn về phía Thiên Diệp, người đã không quan tâm gì đến hắn rồi, sao còn tìm ta gây phiền nữa? Người dỗi đến mức đau chứng à? Chấm. Thật ra trong lòng hắn đã nghĩ. Khoảnh khắc Diệp Thần biến mất đó, hắn không muốn phải dính dáng đến bất cứ ai có liên quan đến Diệp Thần nữa. Cũng không cần có bất kỳ quan hệ nào hết. Hắn hiện tại chỉ là Diệp Huyên thôi. Nhưng hắn không ngờ rằng thượng cổ thiên tộc này lại không chịu buông tha cho mình. Mà thứ càng làm hắn đau chứng hơn chính là, cái tên trước mắt này hình như cũng không quan tâm Diệp Thần lắm. Thiên Diệp ở phía dưới cười nói, dù Thiên Diệp ta có nhiều con. Nhưng không có nghĩa là ai cũng được giết chúng. Tất nhiên, ta thừa nhận là ban đầu có hơi đánh giá thấp ngươi. Ngươi cũng có chút lai lịch đấy. Diệp Huyên cười đáp, thật sự ta cảm thấy ngươi như bị thiểu năng vậy. Ngươi không điều tra đầu đuôi gì cả mà đã làm việc độc đoán ngay. Không đúng, phải nói là các ngươi trịch thượng quen thói. Trong mắt các ngươi, không ai được phép trái ý, chỉ cần làm phật lòng các ngươi là sẽ bị khép tội đáng chết ngay. Thiên Diệp cười, thật ra bây giờ ta cũng có hơi tò mò về đứa nhi tử kia của ta đấy. Có thể nói cho ta biết không? Diệp Huyên lắc đầu, ngươi không xứng. Vừa dứt lời, hắn liền biến mất tại chỗ. Thiên Diệp híp mắt lại, chỉ với ngươi mà cũng xứng ra tay với ta ư. Ngươi! Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt y, sau đó rút kiếm ra chém. Rút kiếm định sinh tử. Chiêu kiếm này. Diệp Huyên không hề nương tay. Bởi vì hắn thật sự muốn giết người. 180 thuật rút kiếm chồng chéo. Nếu chỉ dùng thuật rút kiếm, hắn có thể ung dung chồng lên được 200 lần, nhưng khi dung hợp với nhất kiếm định sinh tử thì độ khó đã tăng lên rất nhiều, có điều uy lực cũng tỷ lệ thuận theo nó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong nháy mắt đó Diệp Huyên xuất kiếm đó, sắc mặt Thiên Diệp bỗng hoàn toàn thay đổi. Chiêu kiếm này khiến y cảm nhận được cái chết đang cận kề. Giờ khắc này, trong lòng Thiên Diệp đã cả kinh, sao tên này mạnh thế? Không kịp nghĩ nhiều, Thiên Diệp nhanh chóng xoay ngang hai tay, thời gian duy độ trước mặt y đột nhiên cô đọng lại. Lấy dòng sông thời gian làm lá chắn. Lúc này, kiếm của Diệp Huyên đã chém xuống. Nháy mắt, dòng sông thời gian trước mặt Thiên Diệp bỗng hóa thành hư vô. Mà bản thể Thiên Diệp thì lập tức bị đánh bay ngược ra ngoài. Trong nháy mắt bị hất bay đó, thân thể y bắt đầu nứt ra, không chỉ thế, linh hồn của y cũng đang biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lúc này,
mọi người có mặt ở đây đều bối rối. Chợt, một tia sáng trắng bỗng bao phủ lấy Thiên Diệp, theo tia sáng kia xuất hiện, linh hồn của Thiên Diệp cũng được bảo vệ an toàn. Mà giờ khắc này, ai nấy cũng đều đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Diệp Huyên suýt chút nữa đã giết Thiên Diệp chỉ với một chiêu kiếm. Một bên khác, Kiếm Tuyệt nhìn về phía Kiếm Mộc, thiếu chủ mạnh như vậy sao? Kiếm Mộc do dự một chốc rồi đáp, ta cứ nghĩ cậu ấy chỉ dựa hơi cha. Kiếm Tuyệt. Mà ở một bên khác, Lâm Tiêu lại hưng phấn không nói thành lời được. Diệp Huyên rất mạnh. Hơn nữa còn không phải chỉ mạnh bình thường. Hắn có thực lực giết được Đăng Thiên Cảnh trong nháy mắt. Chuyện này khiến ông ta vui chết đi được. Bởi vì toàn bộ Chư Thiên Phủ đều đặt cược lên Diệp Huyên mạnh thì tất nhiên là chuyện vô cùng tốt với Chư Thiên Phủ rồi. Hơn nữa Diệp Huyên cũng không phải chỉ mạnh thường thường, mà là vô cùng mạnh. Khi nhìn thấy Diệp Huyên suýt nữa đã có thể giết được cường giả Đăng Thiên Cảnh trong nháy mắt, những kiếm tu có mặt ở đây trở nên vô cùng mừng rỡ. Thiếu chủ. Lúc này bọn họ mới phát hiện, thiếu chủ mà họ luôn bảo vệ ở phía sau lại mạnh đến như vậy. Suýt nữa đã thuấn sát Đăng Thiên Cảnh. Thời khắc này, những kiếm tu kiếm minh đã sinh lòng tôn kính với Diệp Huyên. Lúc trước họ cũng tôn kính hắn, nhưng đó là vì kiếm chủ. Nhưng bây giờ thì khác. Bọn họ tôn kính Diệp Huyên, không phải vì hắn là con của ai, mà là vì hắn thật sự rất mạnh. Ở nơi nào đó trong tầng mây, Kiều Ngữ và Lý Đạo Nhiên đang nhìn xuống dưới. Bọn họ không ra tay, bởi vì bọn họ muốn động thủ vào thời khắc mấu chốt nhất. Mà khi thấy Diệp Huyên suýt nữa đã giết được Thiên Diệp, sắc mặt của hai người trở nên cực kỳ khó coi. Đánh giá thấp Diệp Huyên rồi. Phải là đánh giá quá thấp hắn. Tên này căn bản không phải là một bình hoa di động, hắn là cường giả siêu cấp chân chính. Thiên Diệp là cường giả Đăng Thiên Cảnh đấy, hơn nữa còn là cường giả Đăng Thiên Cảnh lâu năm. Thế mà Diệp Huyên lại có thể suýt nữa tiêu diệt được y. Khủng bố biết bao nhiêu. Lúc này đây, Kiều Ngữ đột nhiên thấy hoảng loạn. Thế nhưng nàng ta đã không còn đường lui nữa rồi. Chấm chấm chấm. Phía dưới, Thiên Diệp nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, người giả heo ăn hổ. Giả heo ăn hổ. Tất cả mọi người đều đánh giá thấp Diệp Huyên, bao gồm cả y, không đúng, phải nói là đánh giá quá thấp hắn. Diệp Huyên liếc nhìn vầng sáng trắng bọc quanh thân Thiên Diệp kia, thầm than đáng tiếc trong lòng. Nếu không có vầng sáng trắng này, chiêu kiếm của hắn đã có thể xóa sổ được Thiên Diệp rồi. Mà chỉ cần giết Thiên Diệp này, tinh thần của thượng cổ thiên tộc sẽ tụt dốc không phanh. Tiếc quá. Diệp Huyên nhìn ra sau Thiên Diệp. Phía sau y không xa có một ông lão chậm rãi bước đến. Ông lão có mái tóc trắng xóa, trông bộ dạng vô cùng già nua. Chính ông lão này vừa rồi đã ra tay cứu Thiên Diệp. Ông lão liếc nhìn nhóm cường giả kiếm minh ở phía chân trời, khẽ nói, không ngờ rằng thiên tộc ta cũng có ngày bị người đánh đến tận cửa như này. Thiên Diệp ở một bên trầm giọng nói, nhị thúc. Ông lão liếc mắt nhìn Thiên Diệp. Suýt nữa đã bị một thằng nhóc 20 tuổi giết trong tích tắc, có cảm tưởng gì không? Sắc mặt Thiên Diệp vô cùng khó coi. Ông lão thấp giọng thở dài, ta đã nói với ngươi rồi, đừng nên xem thường bất kỳ một ai cả. Ngươi đấy, không biết nghe lời, giờ thì sáng mắt chưa? Thiên Diệp hơi thi lễ, nhị thúc giáo huấn chí phải. Ông lão quay đầu nhìn Diệp Huyên cách đó không xa, cười nói tiểu tử xuất sắc lắm. Chỉ chừng ấy tuổi đã có thực lực giết chết Đăng Thiên Cảnh, không đơn giản đâu. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ta muốn nói lời xin lỗi với tộc trưởng Thiên Diệp. Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt. Xin lỗi. Ông lão nhìn Diệp Huyên, cười hỏi, xin lỗi gì? Diệp Huyên nhìn về phía Thiên Diệp, nghiêm mặt nói, xin lỗi, ta không biết ngươi kém cỏi như vậy, nếu sớm biết thì vừa nãy ta đã nương tay hơn rồi. Mọi người. Phía xa, Kiếm Niên nhìn Kiếm Mộc ở bên cạnh, thiếu chủ đang xạo sự đấy à? Kiếm Mộc. Nghe Diệp Huyên nói thế, Thiên Diệp suýt nữa đã tức nổ phổi. Y nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên, ánh mắt sắc như kiếm, như muốn giết người đến nơi. Ông lão đứng bên cạnh Thiên Diệp cười nói, giết người mà còn trà đạp tinh thần nữa, tiểu tử, ngươi không có võ đức à? Diệp Huyên cười ha ha, lão già,
các người đều muốn giết ta. Còn bảo ta phải có võ đức nữa. Mẹ nó đừng có mà nói nhảm. Nói rồi, hắn cầm trường kiếm chĩa thẳng vào ông lão kia, thượng cổ thiên tộc, không phải các người muốn giết ta sao? Được, bây giờ ta đứng ở đây, nào, đến mà giết. Đến mà giết, Diệp Huyên vừa nói xong, tất cả kiếm tu có mặt ở đây đều sục sôi máu huyết, đua nhau gào lên, đến mà giết. Cầu được chết, tiếng như sấm rền, vang vọng đất trời. Đến mà giết. Không thể không nói, vào giờ phút này, khí thế của nhóm người phe Diệp Huyên bỗng chốc được đẩy lên đến đỉnh. Vốn dĩ trong lòng các kiếm tu ở đây, bọn họ đều nghĩ rằng Diệp Huyên là người cần được bảo vệ. Nhưng sự thật lại không như thế. Thiếu chủ của họ không chỉ đã đạt đến đăng thiên cảnh, mà còn có thể thuấn sát đăng thiên cảnh. Không chỉ kiếm tu của Kiếm Minh hưng phấn, mà lúc này Lâm Tiêu và Ngôn Chân Khanh cũng cực kỳ phấn khích. Phải biết rằng, Diệp Huyên bây giờ mới bao nhiêu tuổi cơ chứ? Chỉ mới 20. Từng ấy tuổi đã có thực lực như vậy, nếu cho hắn thêm thời gian trưởng thành. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu và Ngôn Chân Khanh càng thêm hưng phấn. Mà trong mắt những cường giả thượng cổ thiên tộc ở phía xa giờ đã xuất hiện vẻ kiêng kỵ. Đánh bại đăng thiên cảnh và thuấn sát đăng thiên cảnh là hai khái niệm khác nhau. Vẻ mặt của Thiên Diệp đứng đối diện Diệp Huyên bây giờ đã khó coi đến vô cùng. Nhục nhã. Suýt chút nữa bị một chiêu kiếm của Diệp Huyên chém chết, với y mà nói là nỗi nhục cả đời. Sự nhục nhã này chỉ có mạng của Diệp Huyên mới rửa sạch được. Nghĩ đến đây, Thiên Diệp đột nhiên gào lên, tộc binh ở đâu? Vừa dứt lời, hơn 30 luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên phóng lên từ bầu trời thượng cổ thiên tộc. Toàn bộ đều là cường giả hư vô cảnh đỉnh cao. Thiên Diệp nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên, giết. Y vừa nói xong, đã có hơn 30 người bay thẳng đến chỗ Diệp Huyên. Ngoài ra còn có hai cường giả đăng thiên cảnh cũng vọt về phía Diệp Huyên. Hiển nhiên Thiên Diệp muốn giết Diệp Huyên trước. Lúc này, Thiên Diệp đột nhiên nhìn Kiều Ngữ và Lý Đạo Nhiên đang ở trên trời, ra tay đi. Kiều Ngữ và Lý Đạo Nhiên đưa mắt nhìn nhau. Một khắc sau, hai người cũng dẫn theo cường giả phóng về phía Diệp Huyên. Bây giờ bọn họ đã không còn đường lui. Diệp Huyên không chết, bọn họ không yên. Phía dưới, Kiếm Si đột nhiên nói, ngăn họ lại. Xung quanh, những kiếm tu Kiếm Minh vọt thẳng ra ngoài. Nhưng thật sự không đọ lại được số lượng, vì thế vẫn có vài tên sổng ra bay đến trước mặt Diệp Huyên. Kiếm Si lao thẳng đến chỗ Kiều Ngữ. Lý Đạo Nhiên thì xông về phía Diệp Huyên. Nhưng gã lại cố tình thả chậm tốc độ lại. Gã vẫn chưa quên uy lực chiêu kiếm vừa rồi của Diệp Huyên. Gã không muốn đối đầu trực tiếp với Diệp Huyên. Lúc này đây, nhóm Kiếm Si đã bị cầm chân. Diệp Huyên nhìn những cường giả đang lao tới kia, vẻ mặt rất bình tĩnh. Khi một tên cường giả đăng thiên cảnh vọt tới trước mặt Diệp Huyên, thời gian duy độ xung quanh Diệp Huyên bỗng rung lên. Sau đó dần dần hóa thành hư vô. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm ra chém. Không giống với lúc trước, lần này, hắn còn sử dụng cả huyết mạch chi lực. Dưới sự phụ trợ của huyết mạch chi lực, hắn đã có thể chồng chất được 200 lần rút kiếm định sinh tử. Chiêu kiếm này vừa tung ra, tất cả cường giả có mặt ở đây đều biến sắc. Cường giả đăng thiên cảnh cầm đầu kia cũng choáng váng ngay tại chỗ, hắn ta muốn rút lui. Nhưng đã không còn kịp. Chiêu kiếm chém xuống. Dưới cái nhìn của tất cả mọi người, tên cường giả đăng thiên cảnh cầm đầu kia liền bị chém thành hư vô. Cùng lúc đó, trong kiếm của Diệp Huyên bộc phát ra một sức mạnh to lớn, hất văng những cường giả đang lao đến trước mặt hắn ra ngoài. Trong đó có vài người vì không kịp thời rút lui nên đã bị xóa sổ. Thấy cảnh tượng đó, Thiên Diệp ở phía xa dâng lên một nỗi kiêng kỵ. Người này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn Thiên Diệp, cười khẽ đăng thiên cảnh. Thế thôi à? Thế thôi à? Giọng nói vô cùng bình tĩnh, nhưng lại lộ ra ý miệt thị. Đăng thiên cảnh, chỉ thế thôi. Xung quanh, vô số cường giả đều nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên cầm kiếm bước đến chỗ Thiên Diệp. Ông lão đứng cạnh Thiên Diệp bỗng cười nói, Diệp công tử. Diệp Huyên nhìn lão, nhưng hắn không hề dừng bước. Ông lão vẫn cười, việc này hẳn là hiểu lầm. Hiểu lầm.
rõ ràng là muốn cầu hòa. Diệp Huyên nhìn ông lão, cười đáp, thực lực của ta vượt khỏi dự đoán của các ngươi, nên các ngươi muốn tạm thời đình chiến, chờ tương lai lại quay đầu đánh tiếp chứ gì. Nói đến đây, khóe miệng hắn hơi cong lên, người nghĩ nhiều rồi. Vừa nói xong, hắn đã biến mất tại chỗ. Phía xa, ông lão kia híp hai mắt lại, đúng như Diệp Huyên nói, quả thật lão muốn tạm thời đình chiến, đợi sau này lại đến đánh tiếp. Bởi vì thực lực của Diệp Huyên vượt quá xa dự đoán của Thượng Cổ Thiên Tộc. Hôm nay cho dù Thượng Cổ Thiên Tộc có thắng thì cũng không thắng đẹp được. Bởi vậy, lão muốn tạm thời đình chiến, sau này lại lôi kéo nhiều cường giả hơn đến. Còn cầu hòa ấy à, lão căn bản không nghĩ đến chuyện đó. Đã đánh nhau đến mức này, cầu hòa là chuyện không thể. Cho dù Diệp Huyên muốn cầu hòa thì lão cũng không chịu. Bây giờ không giết Diệp Huyên, đợi khi hắn trưởng thành rồi, khi đó Thượng Cổ Thiên Tộc cho dù có muốn giết cũng không giết được nữa. Nhưng lão không ngờ rằng Diệp Huyên lại nhìn thấu tâm tư của mình như vậy. Có điều lão không có thời gian nghĩ nhiều nữa, bởi vì Diệp Huyên đã vào tới trước mặt lão. Ông lão chậm rãi siết tay phải lại. Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm ra chém. Vút! Một tiếng kiếm ngân như sấm rền vang vọng khắp chân trời Thượng Cổ Thiên Tộc, tích tắc sau đó lại ngân ra khắp cả Thượng Cổ Thiên Giới. Thời khắc này, vô số cường giả khác cũng nghe được tiếng kiếm reo của Diệp Huyên. Mà nháy mắt khi Diệp Huyên rút kiếm đó, ông lão đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền rất đơn giản. Không có bất kỳ hiệu ứng nào kèm theo. Vẫn là đăng thiên cảnh. Nhưng lại không giống nhau. Cú đấm này nện trực tiếp vào kiếm của Diệp Huyên. Một kiếm một quyền va chạm vào nhau. Ầm. Một luồng kiếm quang nổ ra, nháy mắt, không gian xung quanh bỗng dần dần biến mất, đồng thời kéo theo cả thời gian duy độ hóa hư vô. Mà Diệp Huyên cùng ông lão kia đều bị đẩy lùi. Nhưng lúc này, cơ thể ông lão bắt đầu nứt ra rồi tan biến, tựa như một tờ giấy đang bị thiêu rụi. Thấy thế, sắc mặt của những cường giả Thượng Cổ Thiên Tộc ở đây liền thay đổi kịch liệt. Ông lão nhìn Diệp Huyên, kiếm kỹ này của ngươi là do ai dạy? Diệp Huyên thu kiếm về, khẽ mỉm cười, tự nghĩ ra. Tự nghĩ? Ông lão nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, không thể, tuyệt đối không thể. Lúc này đây, nửa người dưới của lão đã biến mất. Diệp Huyên cười nói, ta 3 tuổi đã tu kiếm, 10 tuổi đã đạt đến đăng thiên cảnh. Thiên tài như ta, thế gian này e là không có người thứ hai. Ông lão. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên không nhịn được nói, tiểu chủ. Ta không chịu nổi nữa, làm màu thì cũng phải có chừng có mực chứ. Diệp Huyên. Lúc này, ông lão kia đột nhiên lắc đầu, trong kiếm kỹ này ẩn chứa hai loại niềm tin kiếm đạo cực kỳ kinh khủng, mà ngươi thì không hề có nó, vì thế kiếm kỹ này tuyệt đối không thể do ngươi sáng tạo ra. Diệp Huyên liếc mắt nhìn ông lão, sau đó bảo, ngươi cũng sắp chết rồi mà còn thảo luận với ta, ngươi thấy hứng thú lắm à? Ông lão gào lên, kiếm kỹ này rốt cuộc bắt nguồn từ kẻ nào? Để ta chết được nhắm mắt. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi đáp, là ta tự nghĩ ra thật. Ta bỏ ra 3 ngày để nghĩ ra đó, khó lắm. Vẻ mặt ông lão sượng đi, sau đó là tan biến hoàn toàn. Chết rồi. Một cường giả đăng thiên cảnh đỉnh cao lâu năm lại không đỡ được một kiếm của Diệp Huyên. Xung quanh, trong mắt những cường giả Thượng Cổ Thiên Tộc đều ánh lên vẻ sợ hãi. Giết đăng thiên cảnh chỉ với một chiêu. Diệp Huyên này đã vượt qua đăng thiên cảnh rồi sao? Lúc này, Diệp Huyên nhìn Thiên Diệp rồi cười nói, nào, ngoan ngoãn chịu chết đi. Thiên Diệp còn đang định nói gì đó, nhưng Diệp Huyên đã bỗng biến mất tại chỗ. Hắn có thể nói nhiều được. Nhưng người khác thì không. Diệp Huyên đột nhiên ra tay, nhưng vẻ mặt của Thiên Diệp lại rất bình tĩnh, trong mắt y không hề có sự hoảng loạn nào. Ngay khi Diệp Huyên xuất hiện trước mặt Thiên Diệp, một hư ảnh quỷ dị bỗng chắn trước mặt y, một khắc sau, hư ảnh đó bỗng phân thân ra làm 10. 10 hư ảnh đồng loạt biến mất. Ầm. Một luồng kiếm quang bị phá nát, mà lúc này, Diệp Huyên đã bị đẩy lùi về vị trí cũ. Hắn vừa dừng lại, không gian xung quanh chợt bốc cháy lên một cách rất quỷ dị. Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện, thời gian duy độ xung quanh hắn đang bị thiêu đốt.
Diệp Huyên bắt đầu âm thầm đề phòng. Bởi vì 10 hư ảnh vừa xuất hiện khi nãy đều là đăng thiên cảnh. Đúng lúc này, một luồng kiếm quang chợt chém đến từ nơi chân trời. Xoẹt! Kiếm quang kia một đường chém nát một mảnh thời gian duy độ. Cùng lúc đó, kiếm tuyệt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, mà phía chân trời xa xa, một cái đầu đầm đìa máu tươi chậm rãi rơi xuống. Cường giả kiềm chế kiếm tuyệt đã bị chém chết. Kiếm tuyệt bỗng quay đầu sang nhìn kiếm điên, đến đây giúp đi. Vừa nói xong, kiếm điên ở nơi chân trời thẳng tay chém chết cường giả đăng thiên cảnh đối đầu với mình, sau đó gã liền hóa thành một luồng kiếm quang bay đến trước mặt Diệp Huyên. Kiếm tuyệt nhìn Diệp Huyên, chúng ta cản những tên này thay cho cậu. Diệp Huyên khẽ gật đầu, cẩn thận một chút, những người này không đơn giản đâu. Kiếm tuyệt gật đầu, ông và kiếm điên nhìn nhau một lát, tích tắc sau. Hai người đã hóa thành hai luồng kiếm quang xé rách không trung lao đi. Lúc này, 10 hư ảnh quỷ dị kia đột nhiên bao vây lấy kiếm điên và kiếm tuyệt. Mà Diệp Huyên cũng không rảnh tay, hắn lao thẳng đến chỗ Thiên Diệp. Thiên Diệp nay chỉ còn dư lại linh hồn sao có thể là đối thủ của Diệp Huyên. Nhưng y lại không trốn. Y cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, vẻ mặt rất bình tĩnh. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xoay người. Bỏ mặc y lại. Thiên Diệp sửng sốt, có chuyện gì? Lúc này, ở chân trời xa xa, một cường giả đăng thiên cảnh của thượng cổ thiên tộc bị một tia kiếm quang chém nát. Thấy thế, sắc mặt Thiên Diệp liền trầm xuống. Mà lúc này, phía sau y bỗng xuất hiện một cô gái đeo mặt nạ. Cô gái đeo mặt nạ kia ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, không biết đang suy nghĩ gì. Phía chân trời, Diệp Huyên nhìn Thiên Diệp ở phía dưới. Khẽ mỉm cười, ngươi có người bảo vệ, nhưng tộc nhân của ngươi có sao? Vừa dứt lời, hắn đột nhiên xoay người lại. Mà trong nháy mắt hắn xoay người đó, cô gái đeo mặt nạ kia cũng đột nhiên biến mất không thấy đâu. Nơi chân trời, Diệp Huyên bỗng quay phát toàn thân, rút kiếm ra chém. Vèo! Một tiếng kiếm ngân rúng động cả đất trời. Ầm! Kiếm của Diệp Huyên vừa hạ xuống, toàn bộ chân trời liền tối đi. Tất cả không gian cùng thời gian duy độ đều bị cưỡng chế xóa đi. Mà cô gái đeo mặt nạ kia đã vô thanh vô tức quay về lại chỗ cũ. Rõ ràng lần giao chiến vừa rồi, ả ta đã rơi xuống thế hạ phong. Cô gái đeo mặt nạ nhìn Diệp Huyên, kiếm kỹ của người này, không một đăng thiên cảnh nào có thể ngăn cản cả. Đánh hội đồng đi. Đánh hội đồng. Thiên Diệp im lặng một lúc, y nhìn về phía Diệp Huyên rồi gần giọng nói. Không phải ngươi đánh nhau giỏi lắm à? Để ta xem thử ngươi đánh được bao nhiêu người. Thiên Sách Quân đâu? Trong một dãy núi cách đây vài vạn dặm, bỗng có mấy chục luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên phóng thẳng lên trời. Lúc này đây, toàn bộ cổ thiên giới đều phải khiếp sợ. Thiên Sách Quân. Thượng cổ thiên tộc điều động Thiên Sách Quân rồi ư? Trong vùng mây trời nào đó, một người đàn ông trung niên đang chăm chú nhìn thượng cổ thiên tộc phía xa. Người đàn ông trung niên này chính là Mạc Thanh Nhiên của thượng cổ thiên tông. Mạc Thanh Nhiên không ngờ rằng thượng cổ thiên tộc sẽ điều động Thiên Sách Quân. Phải biết rằng Thiên Sách Quân này chính là một trong những lá bài tẩy của thượng cổ thiên tộc. Đội quân này là đội quân siêu cấp tinh nhuệ do thượng cổ thiên tộc bí mật đào tạo, dưới tình huống bình thường gần như sẽ không ra tay. Lúc này, Mạc Thanh Nhiên thầm thấy may mắn. Vui mừng vì lúc trước không xông lên đối đầu với mấy người nhóm Diệp Huyên. Diệp Huyên này có thực lực giết chết đăng thiên cảnh trong nháy mắt đấy. Cường giả thế này vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, sau lưng Diệp Huyên còn có một nhóm kiếm tu siêu cấp. Đội ngũ thế này, thượng cổ thiên tộc cũng khó chống lại được. Quan trọng nhất là nếu vì một hiểu lầm mà khai chiến với mấy người Diệp Huyên thì thật sự quá ngu ngốc. Mà thượng cổ thiên tộc bây giờ chính là như thế. Trận chiến này hoàn toàn không cần thiết diễn ra. Vì giết Diệp Huyên sẽ không có lợi ích gì cả. Thật ra đến bây giờ gã vẫn không hiểu vì sao thượng cổ thiên tộc này lại muốn phát động chiến tranh với Kiếm Minh. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Mạc Thanh Nhiên, ông lão khẽ mỉm cười, Mạc Tông Chủ. Đọc nhanh nhất tại Tam Linh 247. Mạc Thanh Nhiên nhìn ông lão, thì ra là Thái U điện chủ của Huyền Điện. Thái U nhìn thượng cổ thiên tộc ở phía xa, cười nói, lần này thượng cổ thiên tộc chơi lớn thật.
Mạc Thanh Nhiên nhẹ giọng nói, là kiếm minh vượt khỏi dự đoán của tất cả chúng ta. Thái U gật đầu, đặc biệt là Diệp Huyên này, hắn ta có thể giết chết cường giả đăng thiên cảnh trong nháy mắt. Dứt lời, ông ta im lặng một lát, sau đó nói tiếp, không đơn giản. Mạc Thanh Nhiên cười đáp, không sao, chúng ta xem trò hay là được. Thái U cười nói, đúng thế, vở kịch này đúng là rất đặc sắc. Mạc Thanh Nhiên đột nhiên nói, Thái giáo đâu? Thái U quay đầu nhìn lại, sau đó nói, nữ nhân này lòng dạ xấu xa, nói không chừng đang âm mưu gì đó, vẫn nên cẩn thận một chút. Mạc Thanh Nhiên trầm giọng nói, nàng ta sẽ chọn phe chứ? Nghe thấy câu hỏi này, Thái U hơi nhíu mày, cũng có thể. Mạc Thanh Nhiên cười nói, nàng ta sẽ chọn Diệp Huyên hay Thượng Cổ Thiên Tộc? Thái U nhẹ giọng nói, ai biết được? Bên kia, trên một vùng mây nào đó, một cô gái cũng đang nhìn về phía Thượng Cổ Thiên Tộc. Cô gái mặc trường bào màu trắng, dung mạo như hoa, khóe miệng mang nụ cười tựa hồ ly. Trong tay cô gái đang cầm một quyển trục. Cô gái nhìn thoáng qua quyển trục, sau đó cười nói, thú vị đấy. Trong quyển trục là tất cả tài liệu của Diệp Huyên. Lúc này, cô gái nhìn về phía Thượng Cổ Thiên Tộc, hơi nhếch môi cười xấu xa, không biết đang nghĩ gì. Thượng Cổ Thiên Tộc. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi, mấy chục hơi thở mạnh mẽ đang xông về phía này. Hơi thở rất cường đại. Đều là đăng thiên cảnh. Trong đầu Diệp Huyên có một suy nghĩ thoáng qua, nhưng nhanh chóng bị hắn xóa đi. Người vừa đến không phải cường giả đăng thiên cảnh. Nhưng có lẽ những người này không thua kém gì đăng thiên cảnh. Sắp bị đánh hội đồng rồi. Lúc này, kiếm si của kiếm minh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, nàng nhìn về phía chân trời xa xôi, khẽ nói, cẩn thận. Rõ ràng nàng cảm nhận được sức mạnh của thiên sách quân kia. Diệp Huyên cười đáp, ta biết. Kiếm si nhìn Diệp Huyên, không nói gì thêm, nàng xoay người biến thành một tia kiếm quang lao về phía một người của Thượng Cổ Thiên Tộc. Lúc này, ba mươi mấy người đàn ông mặc ám giáp xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. 36 người. 36 người này đều mặc áo giáp màu tối, áo giáp bóng loáng như gương, có ánh sáng dao động, vừa nhìn đã biết là không phải thứ tầm thường. 36 người đều không phải đăng thiên cảnh. Nhưng hơi thở của bọn họ lại vượt xa một vài cường giả đăng thiên cảnh. Không phải đăng thiên, nhưng lại có thực lực của đăng thiên. Thiên Diệp ở phía xa nhìn Diệp Huyên, không phải ngươi rất mạnh sao? Diệp Huyên nhìn về phía Thiên Diệp, ta hơi tò mò, sao loại người như ngươi lại có thể làm tộc trưởng vậy? Vì đến lúc này, ta lại càng cảm thấy ngươi là một tên ngu. Tên ngu. Diệp Huyên thật sự cảm thấy hơi khó chịu. Kẻ thù gặp phải trước đây đều khá thông minh. Kể cả Diệp Lăng Thiên. Nếu không phải Diệp Lăng Thiên diễn quá lố, thì hắn thật sự không thể làm gì bà ta. Hơn nữa, Diệp Lăng Thiên cũng có thể xem là một nhân tài. Còn người trước mặt là thứ gì? Rõ ràng là một tên ngu. Nếu kẻ thù đều có chỉ số thông minh thế này, Diệp Huyên hắn thật sự không phải sợ gì nữa rồi. Thiên Diệp nhìn chằm chằm Diệp Huyên, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Y vừa nói xong, 36 cường giả thiên sách quân lập tức lao về phía Diệp Huyên. Muốn đánh hội đồng hắn, Kiếm Tuyệt ở một bên chợt hét to, vạn kiếm phá không. Ông vừa dứt lời, hộp kiếm phía sau không ngừng rung lên, một khắc sau, gần vạn tia kiếm quang bay lên cao từ trong hộp đựng kiếm, sau đó chém thẳng về phía thiên sách quân. Phụt 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 phụt. Chân trời thoáng chốc bị chém nát tan. Nhưng vạn tia kiếm quang này cũng không thể ngăn cản bước chân của thiên sách quân được, sáu cường giả thiên sách quân dẫn đầu bay lên cao, ngăn cản toàn bộ kiếm quang. 30 người còn lại thì xông về phía Diệp Huyên. Thấy cảnh này, sắc mặt Kiếm Tuyệt thay đổi, ông vội hét to, kiếm mộc, kiếm hành, kiếm điên, giúp ta. Dứt lời, ông cầm lấy hộp kiếm sau lưng, lúc này, ba người kiếm mộc ở chân trời xa xôi đột nhiên bấm kiếm quyết, một khắc sau, kiếm trong tay bọn họ lập tức biến thành một tia kiếm quang bay vào hộp đựng kiếm trong tay Kiếm Tuyệt. Kiếm Tuyệt hét to, Kiếm Tuyệt cửu hiện. Sau đó, một thanh kiếm lập tức bay ra từ trong hộp đựng kiếm sau lưng ông. Thanh kiếm này bay ra, cả thế giới đều như chậm lại. Cực ý chi kiếm. Sau khi bay ra,
Thanh kiếm tựa như bướm bay xuyên hoa không ngừng bay lượn, bày ra một kiếm trận và 9 tia kiếm khí. Lúc này, mấy cường giả Thiên Sách Quân vừa khéo xông vào trong kiếm trận. Kiếm tuyệt hét to, hiện. Trong nháy mắt, 9 tia kiếm khí bắt đầu di chuyển tựa như vật sống. Sắc mặt của những Thiên Sách Quân trong kiếm trận thay đổi, vội vàng liên thủ chống lại những kiếm khí kia. Kiếm tuyệt đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, ông nhìn những cường giả Thiên Sách Quân bị bao vây phía xa, tuy những người này không phải cường giả đăng thiên cảnh, nhưng lại có chiến lực đăng thiên cảnh. Hơn nữa, thứ bọn họ mặc trên người cũng không phải vật tầm thường. Nói xong, ông nhìn về phía Diệp Huyên, ý ta là, nếu ta không giúp, cậu có thể chống lại chứ? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu, chắc là không chống lại được. Kiếm tuyệt nhìn Diệp Huyên, vậy bây giờ cậu nghĩ sao? Diệp Huyên cười đáp, giết chết là xong. Kiếm tuyệt nói, ta có một cách, cậu giữ chân 36 người này, ta và mấy người kiếm mộc dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết cường giả đăng thiên cảnh khác, như vậy khả năng chiến thắng của chúng ta sẽ rất cao. Diệp Huyên nhìn 36 người kia, một mình ta đấu với 36 người sao? Kiếm tuyệt gật đầu, ta cảm thấy thiếu chủ có thể làm được. Diệp Huyên nhìn kiếm tuyệt, một đấu với 36, ông nghiêm túc à? Kiếm tuyệt gật đầu. Diệp Huyên hơi nghi ngờ, tại sao ông cảm thấy ta làm được? Kiếm tuyệt hơi do dự, sau đó nói, thật ra ta cũng cảm thấy cậu không làm được. Diệp Huyên ngạc nhiên, vậy ông? Kiếm tuyệt nhìn Diệp Huyên, nếu cậu muốn sống thì bây giờ có thể đi, chúng ta sẽ chặn đường cho cậu. Nghe vậy, Diệp Huyên ngây người. Mẹ kiếp! Ông ấy hoàn toàn không nghĩ tới việc sống sót. Không chỉ kiếm tuyệt mà mấy người kiếm mộc cũng thế. Sống! Nếu muốn sống thì bọn họ đã không đến đây. Kiếm tuyệt lại nói, nếu đã đến, một là bọn họ chết, hai là chúng ta chết. Nếu thiếu chủ muốn sống, bây giờ chúng ta có thể hộ tống cậu rời đi. Nghe vậy, Diệp Huyên hơi xấu hổ. Người ta đã ôm suy nghĩ liều mạng đến đây rồi, còn mình thì sao? Lại còn muốn sống? Hay! Diệp Huyên nhìn kiếm tuyệt, để ta chặn bọn họ lại, ông đi đi. Kiếm tuyệt hoàn toàn không nhiều lời, lập tức xoay người rời đi, nhanh như tia chớp. Vào khoảnh khắc xoay người, ông hơi nhếch môi. Thấy kiếm tuyệt rời đi, Diệp Huyên chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng nghĩ ra điều gì? Diệp Huyên vỗ mạnh một cái lên trán mình, mẹ kiếp, tắc trách rồi. Dứt lời, hắn xoay người nhìn kiếm tuyệt nơi chân trời, chết tiệt, ai nói kiếm tu đều ngay thẳng chứ. Lúc này, kiếm trận mà kiếm tuyệt bày ra lúc trước đã biến mất. 36 cường giả Thiên Sách Quân xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Nhìn 36 người này, Diệp Huyên lập tức xa sầm mặt. Dù hắn có thể giết chết cường giả đăng thiên cảnh trong nháy mắt. Nhưng bây giờ có tận 36 người. Hơn nữa, hắn không thể liên tục sử dụng rút kiếm định sinh tử được. Diệp Huyên quay đầu nhìn kiếm tuyệt, hay là chúng ta bàn lại đi. Kiếm tuyệt, lúc này, 36 người kia đã lao về phía Diệp Huyên. Thấy 36 người này, Diệp Huyên hít sâu một hơi, hắn đột nhiên cười to, đến đây. Sau đó, huyết mạch chi lực trong người hắn lập tức dâng trào. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyên đã biến thành một người máu. Sau khi khởi động huyết mạch chi lực, một hơi thở mạnh mẽ cuộn trào ra từ trong người Diệp Huyên. Diệp Huyên cầm kiếm xông lên, rút kiếm chém xuống một phát. Rút kiếm định sinh tử. Dưới sự phụ trợ của huyết mạch chi lực, rút kiếm định sinh tử của hắn đã chồng chất đến 220 lần. Cường giả đăng thiên cảnh hoàn toàn không thể đỡ được chiêu kiếm này. Diệp Huyên vừa chém xuống, cường giả đăng thiên cảnh cầm đầu đã bị giết chết trong nháy mắt. Mà lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong kiếm còn khiến mấy cường giả Thiên Sách Quân bên cạnh cường giả kia phải lùi lại. Nhưng một khắc sau, Diệp Huyên bay ra ngoài, sau đó, những cường giả Thiên Sách Quân còn lại tiếp tục xông về phía hắn. Thấy cảnh này, Thiên Diệp lập tức nhếch môi cười nhạt, năng lực cá nhân có mạnh thì sao chứ? Đây là thời đại của thế lực, không có người chống lưng. Không có quan hệ, ngươi chẳng là cái thá gì cả, ngươi. Lúc này, cô gái đeo mặt nạ bên cạnh Thiên Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía lối ra của thượng cổ thiên giới, trong mắt ả ta đầy vẻ khó tin. Lúc này,
vô số cường giả trong thượng cổ thiên giới cũng nhìn về phía lối ra. Vì có một đám cường giả thần bí vừa xông vào, sau đó chạy thẳng tới thượng cổ thiên tộc, khoảng hơn 100 người. Những cường giả này tựa như bóng ma, không gian nơi bọn họ đi qua đều trở nên đen kịt. Mà trong đó có khoảng 19 cường giả đăng thiên cảnh. Không thể không nói, lúc này, toàn bộ thượng cổ thiên tộc đều giật mình. Đây là cường giả từ đâu đến vậy? Trong tinh không, hai người Mạc Thanh Nhiên và Thái U cũng tỏ vẻ khiếp sợ. Mấy cường giả này đúng là không đơn giản. Quan trọng nhất là bọn họ từ đâu đến vậy? Một lát sau, Mạc Thanh Nhiên trầm giọng nói, đừng nói, Diệp Huyên này là con của chủ một thế lực lớn nào đó nhé. Thái U. Thượng cổ thiên tộc. Lúc này mấy người Thiên Diệp cũng cảm nhận được hơi thở cường đại này, sắc mặt Thiên Diệp trở nên cực kỳ khó coi. Mẹ kiếp, đừng nói đây là quân cứu viện của Diệp Huyên đấy nhé. Lúc này, những hư ảnh như bóng ma kia đã xông vào thượng cổ thiên giới, Thiên Diệp nhìn bọn họ, y chắp tay, đang định cất lời thì bọn họ đã đi thẳng tới trước mặt Diệp Huyên đang trông khá thê thảm. Người dẫn đầu cung kính hành lễ, khàn giọng nói, thiền tu của U Linh tộc bái kiến thiếu chủ. Những hư ảnh khác cũng đồng loạt cúi chào, vô cùng cung kính. Thấy cảnh này, nét mặt của Thiên Diệp ở phía xa trở nên cứng đờ. Diệp Huyên lau đi máu tươi trên khóe miệng, hắn nhìn thiền tu trước mặt mình, U Linh tộc. Thiền tu gật đầu. Diệp Huyên cũng gật đầu, phụ thân ta từng nhắc đến mọi người. Nghe vậy, thiền tu khẽ run rẩy, vội vàng hỏi, kiếm chủ nói sao? Diệp Huyên suy nghĩ một lúc rồi nói, người nói mọi người rất tốt, bảo ta đến chỗ mọi người chơi, sau đó tiện thể cho mọi người giúp đỡ ta. Nghĩa là nếu mọi người có bảo vật gì không dùng tới có thể cho ta mượn dùng, chính là ý này. Tiểu tháp trong tháp giới ngục trợn mắt há mồm, thì ra một người có thể mặt dày đến mức này, hôm nay xem như mở mang tầm mắt rồi. Thiền tu cũng hơi ngẩn người, y thoáng do dự, sau đó nói, thuộc hạ hiểu rồi, sau này thuộc hạ sẽ sắp xếp. Lúc này, Thiên Diệp ở phía xa chợt cất lời, các hạ thật sự vì một người mà đối đầu với chúng ta sao? Thiền tu xoay người nhìn về phía Thiên Diệp, là thiên tộc các ngươi bắt nạt thiếu chủ của ta trước. Thiên Diệp nhìn chằm chằm thiền tu, vì một người mà khai chiến với thượng cổ thiên tộc ta, đáng giá sao? Thiền tu gật đầu, rất đáng giá. Thiên Diệp. Diệp Huyên ở một bên chợt chỉ về phía Thiên Sách Quân, giải quyết bọn họ trước đã. Khi nãy hắn suýt bị đám người này đánh hội đồng đến chết. Hắn muốn gậy ông đập lưng ông. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, thiền tu hành lễ tuân lệnh. Dứt lời, thiền tu lập tức dẫn những người sau lưng mình xông về phía 36 Thiên Sách Quân. Thấy cảnh này, Thiên Diệp lập tức xa sầm mặt. Mà lúc này, Diệp Huyên chợt nhìn về phía Thiên Diệp, một khắc sau, hắn xông về phía y. Thiên Diệp thay đổi sắc mặt, lúc này, cô gái mặt nạ bên cạnh y đột nhiên biến mất. Diệp Huyên rút kiếm chém một phát. Thật ra mục tiêu thật sự của hắn là cô gái mặt nạ này. Phải giết chết ả ta trước, mới có thể xử lý được Thiên Diệp. Diệp Huyên chém xuống một kiếm. Chiêu kiếm này của hắn hoàn toàn không hề nương tay. Cô gái mặt nạ cũng không tránh này mà lại chỉ ngón tay về phía kiếm của Diệp Huyên. Dùng sức mạnh đỡ kiếm. Oanh! Ngón tay và kiếm vừa chạm vào nhau, một tia kiếm quang đã xuất hiện. Cô gái mặt nạ lập tức lùi lại cả nghìn trượng, không gian xung quanh ả ta lần lượt sụp đổ. Nhưng ả ta không chết. Diệp Huyên nhìn cô gái mặt nạ, người phụ nữ này không đơn giản. Không ngờ ả ta lại chặn được kiếm của mình. Ở phía xa, sau khi dừng lại, người cô gái mặt nạ thoáng trở nên hư ảo, dù ả ta không chết nhưng cũng đã bị trọng thương. Như cảm nhận được điều gì, cô gái mặt nạ quay đầu lại, cách đó không xa. Thiên Sách Quân đã có người chết, chỉ còn lại 32 người. Chết 4 người rồi. Thấy cảnh này, sắc mặt ả ta trở nên u ám, ả ta nhìn về phía Thiên Diệp, lập tức triệu tập tất cả cường giả Thiên Sách Quân, còn nữa, bảo những trưởng lão đang bế quan lập tức xuất quan. Rõ ràng tình thế bây giờ đã trở nên bất lợi với thượng cổ thiên tộc. Đặc biệt là Diệp Huyên. Chiến lực cá nhân của Diệp Huyên thật sự quá đáng sợ. Một khi không có ai hạn chế Diệp Huyên sẽ trở thành ác mộng của những cường giả đăng thiên cảnh đang có mặt.
mà bây giờ, ả ta đã không thể khống chế Diệp Huyên nữa. Nếu đỡ thêm một kiếm, ả ta sẽ chết chắc. Bây giờ đã có nguy cơ bị diệt tộc rồi. Nghe thấy lời của cô gái mặt nạ, Thiên Diệp lập tức sử dụng lệnh bài. Lệnh bài bay lên không trung, lập tức biến thành một tia sáng. Trong thượng cổ thiên giới lập tức có những hơi thở mạnh mẽ lần lượt xuất hiện, cùng lúc đó, một vài thiên sách quân đang ẩn mình trong dãy núi xa xôi cũng lập tức chạy tới thượng cổ thiên tộc. Khoảng 28 người. Trong 28 người này có 10 người là đăng thiên cảnh. Ngoài ra còn có những trưởng lão đang bế quan lần lượt xuất quan. Lúc này, có thể nói thượng cổ thiên tộc đã điều động tất cả cường giả. Không dám giấu sức nữa. Cũng không dám giữ lại ai. Vì bên phía Diệp Huyên thật sự có khả năng tiêu diệt thượng cổ thiên tộc. Hơn nữa thực lực của những người U Linh tộc vừa mới xuất hiện cũng rất đáng sợ. Ngoài ra, những kiếm tu kia cũng rất mạnh. Chiến đấu đến lúc này, tất cả thượng cổ thiên tộc đã có ít nhất 100 người chết. Còn có một người quan trọng nhất, đó là Diệp Huyên. Diệp Huyên có thể giết chết cường giả đăng thiên cảnh trong nháy mắt. Đây là điều mấy người Thiên Diệp kiêng rẻ nhất. Có thể nói, nếu không có ai giữ chân Diệp Huyên tìm ai, người đó cũng phải chết. Mà một khi cường giả đăng thiên cảnh chết quá nhiều, thì thượng cổ thiên tộc sẽ toi đời. Vì thế, Thiên Diệp cũng biết, thượng cổ thiên tộc không thể không dốc hết khả năng. Bên phía thượng cổ thiên tộc ngày càng có nhiều cường giả xuất hiện. Diệp Huyên nhìn xung quanh với nét mặt bình tĩnh. Lúc này, Kiếm Tuyệt đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, một dòng máu tươi chậm rãi chảy xuống từ thân kiếm trong tay y. Diệp Huyên nhìn về phía chân trời, ở nơi đó có một cái đầu chậm rãi rơi xuống. Kiếm Tuyệt lại giết chết một cường giả đăng thiên cảnh. Diệp Huyên thu hồi tầm mắt, cười nói, Kiếm Tuyệt tiền bối thật lợi hại. Kiếm Tuyệt lại lắc đầu, không phải ta lợi hại. Dứt lời, ông nhìn những cường giả đăng thiên cảnh của thượng cổ thiên tộc ở phía xa, là bọn họ quá vô dụng. Diệp Huyên. Lúc này, 28 thiên sách quân xuất hiện trước mặt hai người, mà trong mấy người này có tận 10 tên đăng thiên cảnh. Khí thế của 10 người cũng vô cùng mạnh mẽ. Ngoài ra, trong không gian còn xuất hiện rất nhiều ông lão, trong bọn họ có khoảng 6 người là đăng thiên cảnh. Những người này đều là lão quái vật của thượng cổ thiên tộc. Mỗi người đều đã sống trên đời rất nhiều năm. Sau khi những cường giả này xuất hiện, bên phía Diệp Huyên như rơi vào thế yếu, nhưng cũng không chênh lệch lắm, vì U Linh tộc rất mạnh mẽ, hơn nữa cường giả đăng thiên cảnh bên phía Diệp Huyên cũng mạnh hơn thượng cổ thiên tộc. Đặc biệt là 4 người Kiếm Tuyệt, 4 người này cũng có thể lấy 1-2, thậm chí là 1-3. Quả đáng sợ, ngoài ra còn có Diệp Huyên nữa mà. Diệp Huyên bây giờ chính là một tồn tại đặc biệt. Nếu không có 5 cường giả đăng thiên cảnh giữ chân hắn, thì thượng cổ thiên tộc sẽ tổn thất nghiêm trọng. Lúc này, cô gái mặt nạ bên cạnh Thiên Diệp đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái, ả ta cất lời, sự việc phát triển đến bây giờ đều chỉ vì một hiểu lầm. Diệp công tử, nếu chúng ta tiếp tục giao chiến, hai bên sẽ cùng chịu thiệt hại, người thấy thế nào? Rõ ràng là muốn ngưng chiến. Đúng là nếu tiếp tục giao chiến, hai bên sẽ cùng có hại. Dù thượng cổ thiên tộc có thắng thì cũng chỉ thắng một cách thê thảm. Vì thế, ả ta không muốn giao chiến nữa. Diệp Huyên cười nói, cô nương, trước đây khi người của các cô đến tìm ta, ta từng nói nhân quả của Diệp thần chấm dứt ở đây, ta không muốn có dây mơ dễ má gì với thượng cổ thiên tộc các cô nữa. Nhưng cô có biết người của các cô nói gì với ta không? Nói ta mơ mộng hão huyền. Dứt lời, hắn lắc đầu cười khẽ, cô nương, các cô muốn đánh là đánh, không muốn đánh thì không đánh nữa, Diệp Huyên ta bị xem thường thế sao? Cô gái mặt nạ nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, nếu tiếp tục đánh nhau, bên phía ngươi sẽ có rất nhiều người chết. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, lúc này Kiếm Minh, Chư Thiên Phủ và Ngôn Gia đã chết đi rất nhiều người. Cô gái mặt nạ lại nói, Diệp công tử, dừng tay tại đây sẽ tốt cho tất cả mọi người. Diệp Huyên im lặng. Hắn muốn tiếp tục giao chiến. Nhưng nếu tiếp tục, Kiếm Minh, Chư Thiên Phủ và Ngôn Gia sẽ thiệt hại rất nhiều người. Vì bên phía bọn họ cũng không thể áp đảo thượng cổ thiên tộc.
Hơn nữa chắc chắn thượng cổ thiên tộc vẫn còn lá bài tẩy, nếu tiếp tục đánh, chắc chắn là ngọc đá cùng vỡ. Hắn không muốn vì mình khiến những người khác tổn thất quá nhiều cường giả. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được chư thiên phủ và ngôn gia không còn muốn giao chiến nữa. Lúc này, Kiều Ngư ở cách đó không xa chợt cất lời, cô nương, cô thật sự muốn giảng hòa sao? Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía Kiều Ngư. Kiều Ngư nhìn chằm chằm cô gái mặt nạ, người này kỳ tài ngút trời, nếu hôm nay để hắn rời đi, sau này hắn đến trả thù, thượng cổ thiên tộc cô có thể chịu được sao? Đương nhiên nàng ta không muốn hai bên giảng hòa, nếu giảng hòa thì Điện Thiên Hành phải làm sao? Phải biết rằng bây giờ Điện Thiên Hành đã bị đuổi khỏi Chư Thiên Thành rồi, mà thượng cổ thiên tộc sẽ thu nhận Điện Thiên Hành, cung cấp cho Điện Thiên Hành suốt đời sao? Chắc chắn là không. Hơn nữa, thượng cổ thiên tộc có thể thâu tóm Điện Thiên Hành luôn. Vì thế, chắc chắn không thể cho hai bên giảng hòa. Nghĩ thế, Kiều Ngư lại nói, cô nương, tên này chỉ mới hai mươi mấy tuổi đã có thể giết chết cường giả đăng thiên cảnh trong nháy mắt. Nếu để hắn trở nên mạnh hơn nữa, một mình hắn cầm kiếm đi tới thượng cổ thiên giới, thử hỏi, ở đây có ai có thể ngăn cản được hắn? Mà theo ta điều tra, người này có thù nhất định sẽ báo, dù lúc này hắn giảng hòa với các cô, thì sau này cũng sẽ điên cuồng trả thù các cô. Cô gái đeo mặt nạ im lặng. Thiên Diệp ở bên cạnh cũng cất lời, nhị tỷ, Kiều Điện Chủ nói có lý, nếu bây giờ chúng ta bỏ qua cho hắn, sau này chắc chắn hắn sẽ điên cuồng trả thù chúng ta. Khi đó tình cảnh của chúng ta sẽ còn thê thảm hơn bây giờ. Cô gái vẫn không nói gì. Thật ra à ta cũng băn khoăn về điều này. Nếu bây giờ giảng hòa, sau này Diệp Huyên trả thù thì thượng cổ thiên tộc sẽ còn thê thảm hơn bây giờ. Nghĩ thế, cô gái đeo mặt nạ nhìn Diệp Huyên, trong mắt chứa đựng sát khí. Nhưng à ta vẫn hơi do dự. Lúc này, Kiều Ngư lại nói, Điện Thiên Hành ta sẵn sàng giúp thiên tộc một tay. Dứt lời, nàng ta mở lòng bàn tay, một điện nhỏ màu đen bay lên cao. Gọi tổ tông. Oanh. Một hơi thở mạnh mẽ kéo đến từ phía chân trời, khiến toàn bộ thượng cổ thiên giới đều rung động. Khí thế trên đăng thiên cảnh. Gọi tổ tông. Sắc mặt Kiều Ngư u ám, trong mắt nàng ta đầy sự quyết đoán. Nàng ta thật sự không thể không làm như thế. Đương nhiên nàng ta cũng biết có lẽ tổ tiên của mình quen biết phụ thân của Diệp Huyên, nhưng nàng ta cho rằng, tổ tiên chắc chắn sẽ đứng về phía mình. Hành động này khá mạo hiểm. Nhưng nàng ta không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Đúng như lời nàng ta nói, nếu bây giờ Diệp Huyên và thượng cổ thiên tộc giảng hòa, Điện Thiên Hành của nàng ta và thần cung sẽ là thế lực thê thảm nhất. Không lấy được lợi ích gì, còn bị đuổi khỏi địa bàn của Chư Thiên Thành. Hơn nữa, vì sống còn, rất có khả năng Điện Thiên Hành sẽ trở thành thế lực phụ thuộc của thượng cổ thiên tộc. Sao nàng ta có thể cam lòng đây? Hơn nữa không chỉ có thượng cổ thiên tộc, Điện Thiên Hành cũng sợ sau này Diệp Huyên sẽ trả thù. Đừng nói sau này, bây giờ nàng ta đã sợ rồi. Vì thế, chỉ khi giết chết Diệp Huyên, Điện Thiên Hành mới có đường lui. Mà nàng ta cũng nhìn ra, thật ra thượng cổ thiên tộc cũng muốn giết Diệp Huyên. Nhưng lại không muốn ngọc đá cùng vỡ. Nếu Điện Thiên Hành điều động một cường giả siêu cấp đến, chắc chắn thượng cổ thiên tộc sẽ quyết tâm hơn. Đúng như dự đoán, sau khi thấy Kiều Ngư gọi tổ tông, cô gái mặt nạ không do dự nữa, à ta nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, ta đổi ý rồi. Sau đó, à ta nhẹ nhàng vung tay, những cường giả của thượng cổ thiên tộc ở xung quanh lập tức bao vây lấy mấy người Diệp Huyên. Kiều Ngư nói đúng. Không thể để Diệp Huyên sống sót rời đi được. Hôm nay không giết Diệp Huyên, sau này sẽ bị hắn giết. Diệp Huyên ở bên cạnh nhìn về phía chân trời, hắn hơi khó chịu, lại gọi tổ tông rồi. Tại sao những thế lực này đều thích gọi tổ tông thế? Lúc này, Kiếm Tuyệt chợt cất lời, tình huống không ổn rồi. Kiếm Mộc nhìn hư ảnh dần ngưng tụ phía chân trời, trông tổ tiên của Điện Thiên Hành này có vẻ khá lợi hại. Kiếm Tuyệt. Lát nữa ngươi lên trước nhé. Kiếm Tuyệt nhìn về phía Kiếm Mộc, sao lại là ta lên trước? Kiếm Mộc nghiêm túc nói, ở trong lòng ta, ngươi là người mạnh nhất. Kiếm Tuyệt ngẫm nghĩ một lát rồi nói, Kiếm Mộc, ông ngày càng vô sỉ giống kiếm chủ rồi. Ta thật tò mò,
năm đó sau khi đi theo kiếm chủ một khoảng thời gian, hình như ông không cần thể diện nữa rồi. Rốt cuộc khoảng thời gian đó ông đã trải qua chuyện gì vậy? Kiếm Mộc. Kiếm Hành ở bên cạnh chen miệng vào, Kiếm Mộc, lúc trước khi trăng mờ, trời tối, ông chui vào bụi cỏ cùng người khác gì đó, cuối cùng ông muốn móc cái gì ra? Có thể cho ta biết không? Mọi người. Lúc này, Kiều Ngữ đột nhiên nhìn xuống Diệp Huyên, Diệp công tử, người không gọi tổ tông à? Gọi tổ tông. Nghe vậy, những người đang có mặt đều nhìn về phía Diệp Huyên. Tên này có thể gọi tổ tông à? Diệp Huyên cười nói, chỉ có những kẻ yếu đuối mới phải dựa vào tổ tiên thôi, Diệp Huyên ta chưa từng dựa vào bất cứ một ai, ta chỉ dựa vào bản thân mình thôi. Tiểu Tháp chợt nói, tiểu chủ, người nói những lời thế này không thấy cắn rứt lương tâm sao? Diệp Huyên, lúc này, cô gái đeo mặt nạ kia chợt nói, đợi lát nữa giết Diệp Huyên trước. Giết Diệp Huyên trước. Sau khi ả ta dứt lời, những cường giả thượng cổ thiên tộc xung quanh đều nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Còn cô gái mặt nạ thì nhìn về phía hư ảnh đang ngưng tụ nơi chân trời. Tổ tiên của Điện Thiên Hành. Một cường giả siêu cấp như thế, đủ để thay đổi toàn bộ chiến cục rồi. Diệp Huyên cũng nhìn về phía hư ảnh kia, hắn có thể cảm nhận được rằng hư ảnh này rất mạnh. Chắc chắn đã vượt qua đăng thiên cảnh. Cường giả như thế, dù chỉ là một hồn phách cũng vô cùng đáng sợ. Hư ảnh đó ngưng tụ thành một cô gái. Cô gái mặc váy dài vô cùng sạch sẽ, tóc xõa sau lưng, giữa chân mày mang theo một uy thế vô hình. Lúc này, Kiều Ngữ cung kính hành lễ với hư ảnh kia, bái kiến tổ tiên. Cô gái nhìn Kiều Ngữ, điện của chúng ta đang đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt sao? Kiều Ngữ gật đầu, vâng ạ. Cô gái khẽ nhíu mày, ai muốn tiêu diệt Điện Thiên Hành ta? Kiều Ngữ xoay người chỉ về phía Diệp Huyên, tên này. Cô gái nhìn về phía Diệp Huyên, khi thấy hắn, nàng ta sửng sốt. Diệp Huyên cũng im lặng nhìn cô gái, tay trái của hắn đã nắm chặt thanh kiếm trong tay, chờ đợi hành động. Cô gái nhìn Diệp Huyên một lúc, sau đó nói, hình như huyết mạch của ngươi rất quen. Diệp Huyên lập tức điều động huyết mạch chi lực. Oanh! Một luồng huyết mạch chi lực mạnh mẽ dâng lên từ trên người Diệp Huyên. Thấy cảnh này, cô gái trợn mắt, ngươi. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, lệnh kiếm chủ xuất hiện, hắn nhìn cô gái, các hạ có nhận ra thứ này không? Lệnh kiếm chủ. Lúc nhìn thấy lệnh kiếm chủ, cô gái như bị sét đánh trúng, trong mắt đầu vẻ khó tin, cái này, sao ngươi có thể có lệnh kiếm chủ? Nghe thấy lời của cô gái, Kiều Ngữ ở bên cạnh lập tức tái mặt, một cảm giác sợ hãi lặng lẽ dâng lên trong nội tâm nàng ta. Diệp Huyên cười đáp, đây là phụ thân đưa cho ta. Cô gái nhìn Diệp Huyên, hơi dè dặt, ngươi là con trai của kiếm chủ. Diệp Huyên gật đầu. Cô gái đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kiều Ngữ, gào lên, có chuyện gì thế này? Kiều Ngữ lập tức run rẩy, nàng ta rung giọng nói, tổ tiên. Cô gái nhìn về phía một cường giả Điện Thiên Hành, nói đầu đuôi mọi chuyện. Cường giả kia nào dám cãi lời? Lập tức kể hết đầu đuôi câu chuyện. Sắc mặt cô gái ngày càng u ám, sau khi cường giả Điện Thiên Hành kia nói xong, nàng ta đột nhiên vung tay từ phía xa, nắm lấy cổ họng của Kiều Ngữ, nàng ta nhìn chằm chằm Kiều Ngữ, tiện nhân nhà ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết Điện Thiên Hành ta có tổ huấn sao? Cường giả của Điện Thiên Hành phải mãi mãi kính trọng kiếm chủ. Kiều Ngữ gào thét, vì sao Điện Thiên Hành ta phải phục tùng người khác? Vì sao chứ? Cô gái chậm rãi nhắm mắt lại, vì sao? Người đàn ông đó mạnh đến mức nào? Thật ra nàng ta cũng không biết. Năm đó lúc gặp kiếm chủ áo xanh, thật ra nàng ta chỉ mới 12 tuổi, vẫn là một cô bé. Nàng ta sẽ mãi mãi không quên năm đó sư phụ đã hạ mình trước y như thế nào. Mà sư phụ của nàng ta đã đạt tới tuyệt trần cảnh rồi. Tuyệt trần cảnh chân chính, đoạn tuyệt tất cả nhân quả ở trần thế. Nhưng ở trước mặt kiếm chủ áo xanh, sư phụ của nàng ta lại hạ mình đến mức nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Lúc đó cảm giác người đàn ông áo xanh mang lại cho nàng ta chính là sâu không lường được. Sau khi nàng ta đạt tới tuyệt trần cảnh, nàng ta vẫn cảm thấy y sâu không lường được. Rốt cuộc người đàn ông này mạnh đến mức nào? Nàng ta từng hỏi sư phụ. Nhưng sư phụ nàng ta lại trả lời là, không biết.
Sư phụ của nàng ta vì để có được cái thiện nhân này đã đi theo người đàn ông áo xanh kia một tháng. Nhưng nàng ta không ngờ bây giờ thiện nhân này đã biến thành ác nhân. Bây giờ Điện Thiên Hành không chỉ không thần phục lệnh kiếm chủ còn muốn giết người cầm lệnh kiếm chủ, quan trọng nhất là người đó còn là con trai của kiếm chủ áo xanh. Giết con trai của kiếm chủ áo xanh. Nghĩ đến đây, cô gái suýt tức nổ phổi, nàng ta nhìn về phía Kiều Ngữ bắt đôi mắt đỏ sẫm, tại sao ư? Năm đó sư phụ chưa đến 30 tuổi đã là tuyệt trần cảnh, bà ấy yêu nghiệt đến mức nào? Nhưng ngay cả bà ấy cũng sẵn sàng phục tùng kiếm chủ áo xanh, người dựa vào cái gì không phục tùng? Hơn nữa, năm đó Điện Thiên Hành đối diện với nguy cơ bị tiêu diệt, là kiếm chủ áo xanh đã ra tay giúp đỡ, chúng ta mới có thể còn tồn tại. Ơn tình lớn như thế, Điện Thiên Hành ta vốn nên nhớ ơn mấy đời. Mà hôm nay, ngươi lại vì hai dòng suối nguồn vĩnh sinh cấp linh mà muốn giết chết con trai của kiếm chủ, ngươi là lợn à? Nói đến đây, nàng ta siết chặt tay phải. Oanh! Thân thể Kiều Ngữ lập tức nổ tung, chỉ còn lại linh hồn. Mà linh hồn của nàng ta vẫn ở trong tay cô gái. Kiều Ngữ nhìn chằm chằm cô gái, y có ơn với các người, chứ không có ơn với chúng ta. Tại sao ta phải phục tùng y? Nàng ta đã bất chấp tất cả rồi. Cô gái cười gằn, không có ơn với ngươi. Nếu không có chúng ta, ngươi nghĩ mình là ai? Không có Điện Thiên Hành bồi dưỡng, ngươi thử nghĩ xem ngươi là cái thá gì. Kiều Ngữ siết chặt hai tay, không nói gì. Lúc này, Diệp Huyên bên dưới chợt cười nói, vị tiền bối này, thật ra ta rất thấu hiểu cho Kiều Điện Chủ, nàng nói đúng. Nàng thật sự không cần phải phục tùng phụ thân ta, mà phụ thân ta. Nói đến đây, hắn im lặng một lát rồi mới tiếp tục, phụ thân ta từng nhắc đến Điện Thiên Hành, người nói trên đời này lòng người là thứ dễ thay đổi nhất. Cho dù năm đó tổ tiên của Điện Thiên Hành đã hứa hẹn những gì, thời gian trôi qua, những thứ này đều sẽ biến thành mây bay. Cho nên, người bảo ta chuẩn bị tâm lý trước. Đương nhiên, ta cũng không ngờ thiện nhân của phụ thân và tổ tiên Điện Thiên Hành năm đó lại trở thành ác nhân. Hầy, đương nhiên, Kiều Điện Chủ không sai, nàng nói rất đúng, tại sao nàng phải phục tùng người khác chứ? Ta có thể hiểu được thật đấy, tiền bối, sau này các cô gặp phụ thân của ta, phụ thân cũng có thể hiểu, người sẽ không tức giận đâu. Mọi người, những người đang có mặt đều rất thông minh, đương nhiên hiểu ý Diệp Huyên rồi. Tên này thật xấu xa. Kiếm Mộc nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó nói, thiếu chủ này lòng dạ đen tối. Sau này phải cẩn thận một chút. Kiếm Tuyệt gật đầu, cũng giống ông vậy. Kiếm Mộc. Kiếm Hành lại nhìn về phía Kiếm Mộc, rốt cuộc ông muốn móc cái gì ra thế? Kiếm Mộc suýt sụp đổ. Phía xa, sau khi nghe thấy lời Diệp Huyên nói, sắc mặt cô gái trở nên cực kỳ khó coi, nàng ta hơi do dự, sau đó cười khổ, thiếu chủ, những lời cậu nói giống như dao cắt lên mặt ta vậy, chuyện này là Điện Thiên Hành ta không đúng. Là chúng ta vong ơn bội nghĩa, thất tín lật lọng. Thiếu chủ, sự việc phát triển đến nước này là chuyện ta không hề ngờ tới. Ta, hầy. Nói đến đây, nàng ta đột nhiên nhìn về phía Kiều Ngữ đang định cất lời thì cô gái hoàn toàn không cho nàng ta chút cơ hội nào, lập tức vung tay. Oanh! Kiều Ngữ cứ thế bị giết chết. Cô gái nhìn mấy cường giả của thượng cổ thiên tộc, lúc này sắc mặt của bọn họ vô cùng khó coi. Đặc biệt là cô gái đeo mặt nạ và Thiên Diệp. Vốn tưởng khi tổ tiên của Điện Thiên Hành xuất hiện, bọn họ sẽ có thêm một trợ thủ siêu cấp, nhưng bây giờ, trợ thủ siêu cấp này lại trở thành kẻ thù siêu cấp rồi. Thiên Diệp không khỏi tức giận mắng, đồ hại người. Mẹ kiếp, đúng là cái đồ hại người, khi không gọi tổ tông cái mẹ nhà ngươi. Lúc này, cô gái phía chân trời cất lời, thiếu chủ, cậu muốn giết ai? Chỉ một người đi, chỉ ai ta giết người đó. Chỉ một người đi. Nghe thấy lời của cô gái, sắc mặt mấy người Thiên Diệp càng khó coi hơn. Diệp Huyên không chỉ vào ai cả, mà nhìn về phía cung thủ Lý Đạo Nhiên của thần cung, Lý cung chủ, chuyện đã đến nước này rồi. Ông còn không gọi tổ tông sao? Mau gọi tổ tông đi. Ông yên tâm, trong lúc ông gọi tổ tông ta đảm bảo sẽ không làm gián đoạn. Lý Đạo Nhiên. Mọi người. Gọi tổ tông. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Lý Đạo Nhiên lập tức xa sầm mặt. Thật ra gã cũng định gọi tổ tông, nhưng bây giờ, gã hơi sự rồi. Vì gã không biết thế hệ trước của mình có quen biết kiếm chủ áo xanh kia không,
nếu không quen biết thì còn đỡ, nhưng nếu quen biết thì sao? Vậy coi như toi đời rồi. Cái chết của Kiều Ngữ khiến gã kiêng dè không thôi. Mà bây giờ, nghe thấy Diệp Huyên nói thế, gã càng không dám gọi tổ tông. Đám người cô gái đeo mặt nạ cũng nhìn Lý Đạo Nhiên, thật ra, bọn họ cũng sợ Lý Đạo Nhiên sẽ gọi tổ tông. Lỡ như tổ tông người này gọi ra lại đứng về phía Diệp Huyên thì bể đầu mất. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, nếu ông không gọi tổ tông thì thôi nhé. Dứt lời, hắn nhìn về phía Thiên Diệp, người cũng nên chết rồi. Hắn vừa nói hết câu, tổ tiên của Điện Thiên Hành vung tay về phía Thiên Diệp, khiến không gian nơi Thiên Diệp đứng lập tức trở nên hư ảo. Thấy cảnh này, Thiên Diệp thầm thấy hoảng sợ. Người phụ nữ này còn kinh khủng hơn cả Diệp Huyên nữa. Vào khoảnh khắc nàng ta ra tay, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Kể cả Diệp Huyên. Người phụ nữ này mạnh quá. Đây là suy nghĩ trong lòng tất cả mọi người lúc này. Thấy cô gái đột nhiên ra tay với Thiên Diệp, sắc mặt cô gái đeo mặt nạ chợt thay đổi, ả ta mở lòng bàn tay, một lá bùa màu đen bay ra. Ầm. Một tia sáng đen lóe lên trước mặt Thiên Diệp, chặn cô gái kia lại. Mọi người nhìn về phía màn sáng đen kia, ánh sáng đen tản đi, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Linh hồn. Gọi tổ tông. Thượng cổ thiên tộc cũng gọi tổ tông rồi. Nếu không gọi, không ai có thể chống lại cô gái này được. Người phụ nữ này cộng thêm Diệp Huyên đã đủ để càn quét toàn bộ thượng cổ thiên tộc rồi. Sau khi người đàn ông trung niên xuất hiện, ông ta lập tức nhìn về phía cô gái. Cô gái nhìn xuống Diệp Huyên, thiếu chủ cẩn thận. Dứt lời, nàng ta biến ra một dòng sông thời gian rồi biến mất. Người đàn ông trung niên kia cũng biến mất theo. Hai người đều tiến vào dòng sông thời gian. Sau khi tổ tiên hai bên tiến vào dòng sông thời gian, thực lực của hai bên lại trở về như ban đầu. Lúc này, Diệp Huyên chợt nhìn về phía mấy cường giả của Điện Thiên Hành, bây giờ các ngươi có suy nghĩ gì? Có suy nghĩ gì? Sắc mặt những cường giả Điện Thiên Hành kia đều trở nên kỳ lạ. Chúng ta có thể có suy nghĩ gì được? Tổ tiên cũng đã đứng về phía ngươi rồi. Một ông lão trong Điện Thiên Hành do dự một lúc rồi nói, chúng ta sẵn lòng đi theo thiếu chủ. Những cường giả Điện Thiên Hành còn lại cũng đều phụ họa. Đùa hay sao? Tổ tiên đã đứng về phía Diệp Huyên rồi, bọn họ có còn lựa chọn nào khác chắc? Diệp Huyên cũng không từ chối, hắn nhìn về phía mấy người Thiên Diệp, giết. Giết. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, mấy người nhóm kiếm tuyệt lập tức biến thành bốn tia kiếm quang bay lên. Tốc độ của bốn người rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lao vào trong đám người ở phía xa. Cường giả của Thiên Sách Quân cũng tiến lên nghênh chiến với mấy người kiếm tuyệt. Thực lực của bốn người này quá mạnh, nếu không ngăn cản bọn họ, e rằng lực sát thương mà bọn họ tạo ra sẽ vô cùng đáng sợ. Có thể nói, mức độ đáng sợ của mấy người kiếm tuyệt chỉ đứng sau Diệp Huyên mà thôi. Khi mấy người họ ra tay, kiếm tu của Kiếm Minh cũng xông lên theo. Đại chiến diễn ra. Diệp Huyên nhìn về phía Thiên Diệp, thấy Diệp Huyên nhìn mình, y lập tức nổi giận, ngươi có thể đừng nhằm vào ta nữa được không? Y thật sự rất tức giận. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Diệp Huyên vẫn luôn nhằm vào y, mà Diệp Huyên còn có thực lực giết chết cường giả đăng thiên cảnh trong nháy mắt. Y rất áp lực. Diệp Huyên quay đầu nhìn cô gái mặt nạ, cô gái nheo mắt, sau đó nói, ngươi vẫn nên nhằm vào hắn thì hơn. Thiên Diệp quay đầu nhìn cô gái mặt nạ với ánh mắt ngạc nhiên. Diệp Huyên cười to, đừng khiêm tốn, hai người các ngươi cùng ra tay đi. Dứt lời, hắn đột nhiên biến mất. Một tia kiếm quang xé rách hư không. Khiến mọi thứ nát tan. Thấy Diệp Huyên đột nhiên ra tay, sắc mặt hai huynh muội Thiên Diệp lập tức thay đổi. Lúc này, hai người họ cũng không thể đỡ được kiếm của Diệp Huyên. Diệp vội nói, ra tay. Y vừa dứt lời, sáu Thiên Sách Quân đăng thiên cảnh lập tức chặn lại trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên vẫn tiếp tục xông lên, sáu người cũng ra tay, trong nháy mắt, không gian trước mặt Diệp Huyên lập tức bị thời gian duy độ bao phủ. Những thời gian duy độ này là do sáu người tu luyện ra. Diệp Huyên rút kiếm chém một phát. Một đấu sáu. Diệp Huyên chém kiếm xuống. Ầm. Trong nháy mắt, thời gian duy độ trước mặt Diệp Huyên dần nứt ra.
nhưng một khắc sau, lại có những tàn ảnh xông về phía Diệp Huyên. Ầm ầm. Toàn bộ chân trời trở nên sôi trào, một tia kiếm quang liên tục lùi về. Chính là Diệp Huyên. Thấy Diệp Huyên bị đánh lui, Thiên Diệp và cô gái mặt nạ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cũng may tuy tên này mạnh, nhưng không vô địch. Ở đây ngoài hai tổ tiên, không ai có thể đấu tay đôi thắng Diệp Huyên cả, nhưng thời đại bây giờ, còn ai muốn đấu tay đôi nữa chứ? Đông người mới là vương đạo. Diệp Huyên nhìn xung quanh, mấy người kiếm tuyệt đều đã bị giữ chân. Về số lượng đăng thiên cảnh, thượng cổ thiên tộc vẫn chiếm lợi thế. Nhưng về chất lượng thì bên phía Diệp Huyên lại chiếm lợi thế. Nếu tiếp tục chiến đấu, bọn họ vẫn có thể chiến thắng. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải giữ chân 6 người này. Một đấu 6, vẫn hơi khó khăn. Lúc này, Thiên Diệp đột nhiên cất lời, giết chết hắn. Y vừa nói xong, 6 cường giả thiên sách quân đăng thiên cảnh lập tức lao về phía Diệp Huyên. Thấy 6 người lao tới, trong mắt Diệp Huyên lóe lên vẻ dữ tợn, hắn lại thúc giục huyết mạch phong ma trong người, một khắc sau, hắn xông lên. Lấy một địch 6. Lúc này, hắn phải giữ chân 6 người này, nếu không, một khi 6 người họ gia nhập chiến trường khác, chắc chắn sẽ là một tai họa với người bên phía hắn. Đương nhiên mục đích của 6 người này cũng là giữ chân Diệp Huyên. Nếu không, với thực lực giết người đáng sợ của Diệp Huyên, đó cũng là một tai họa với toàn bộ thượng cổ thiên tộc. Hai bên đều muốn giữ chân đối phương. Mà hai bên vừa giao thủ, Diệp Huyên đã lập tức bị áp đảo. Phải nói là hoàn toàn rơi vào thế yếu. Hắn không thể liên tục sử dụng rút kiếm định sinh tử được, không chỉ mất sức mà còn không thể giết chết tất cả trong nháy mắt được. Vì 6 người này rất đề phòng hắn, chỉ cần hắn sử dụng rút kiếm định sinh tử, bọn họ sẽ lập tức liên thủ ngăn cản. Việc này khiến hắn vô cùng đau đầu. Chiến đấu một lúc, sắc mặt Thiên Diệp và cô gái mặt nạ dần trở nên nặng nề. Vì họ phát hiện, dù 6 người liên thủ có thể áp đảo Diệp Huyên, nhưng không thể giết chết Diệp Huyên được. Không thể giết chết. Bọn họ không ngờ 6 cường giả đăng thiên cảnh liên thủ cũng không thể giết chết Diệp Huyên. Hơn nữa, vì huyết mạch chi lực, nên Diệp Huyên càng đánh càng mạnh. Đây rốt cuộc là loại yêu nghiệt gì vậy? Sắc mặt hai người đều càng khó coi hơn. Thật ra lúc này Thiên Diệp hơi hối hận rồi. Hối hận vì không điều tra Diệp Huyên. Thực lực của người này và người sau lưng hắn thật sự vượt khỏi dữ liệu của y. Cô gái mặt nạ lạnh lùng nhìn Thiên Diệp, xem việc tốt mà huynh làm đi. Thật ra lúc trước ả ta đã rất tức giận rồi. Thượng cổ thiên tộc phát động cuộc chiến này có ý nghĩa gì sao? Vốn không có chút ý nghĩa gì cả. Dù thượng cổ thiên tộc thắng cũng là thắng trong thê thảm. Chỉ mới lúc này, thượng cổ thiên tộc đã tổn thất không ít cường giả đăng thiên cảnh rồi. Trái tim ả ta đang rỉ máu. Dù hôm nay thắng, thực lực của thượng cổ thiên tộc cũng sẽ giảm đi nhiều, thậm chí không thể sinh tồn trong thượng cổ thiên giới này. Vì trong thượng cổ thiên giới vẫn còn các thế lực cao cấp khác. Sau khi liều mạng với kiếm minh, bọn họ sẽ không còn năng lực tranh đấu với những thế lực hàng đầu khác nữa. Cho dù thắng hay thua, lần này thượng cổ thiên tộc cũng lỗ nặng. Cô gái mặt nạ nhìn Thiên Diệp một lần nữa, ả ta thầm thở dài, ả ta biết dù kết cục lần này thế nào, Thiên Diệp cũng sẽ không có kết cục tốt. Làm gia chủ lại phát động một cuộc chiến hoàn toàn không có ý nghĩa, khiến thượng cổ thiên tộc sa sút, y khó mà thoát tội. Bây giờ không có ai động đến y là vì thời điểm không thích hợp. Thay đổi tộc trưởng vào lúc này là một chuyện hết sức bất lợi với thượng cổ thiên tộc, sẽ làm ảnh hưởng đến sĩ khí. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên bị đánh lui cả nghìn trượng, vừa dừng lại, không gian trước mặt hắn đã nổ tung, sau đó, một quyền ẩn chứa đựng tại thời gian duy độ xuất hiện. Trong mắt Diệp Huyên lóe lên vẻ dữ tợn, hắn rút kiếm chém một phát. Vụt, chiêu kiếm này miễn cưỡng chém vỡ quyền ấn chứa đựng thời gian duy độ kia, nhưng lúc này, lại có một quyền ấn đánh tới. Con người của Diệp Huyên co lại, hắn vội vàng nâng kiếm lên đỡ. Kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyên lại bay ra xa. Vào khoảnh khắc hắn bay ra xa, 6 cường giả đăng thiên cảnh lại xông lên, tốc độ của bọn họ rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đi tới trước mặt Diệp Huyên.
Rõ ràng là bọn họ muốn giết chết Diệp Huyên. Vì bọn họ phát hiện Diệp Huyên càng đánh càng mạnh. Nếu còn tiếp tục như thế, e rằng 6 người họ sẽ gặp nguy hiểm. Phải giết chết Diệp Huyên. Lúc nhìn thấy 6 người lao tới, Diệp Huyên cũng sa sầm mặt, hắn hét to, có bản lĩnh thì đấu tay đôi đi. Một đám già sống mấy trăm nghìn năm các ngươi lại đi đánh một trai trẻ 20 tuổi như ta, các ngươi có võ đức không thế? Lúc này, Thiên Diệp phía xa chợt cười nhạt, Diệp Huyên, không phải ngươi có rất nhiều người sao? Sao bây giờ ngươi không gọi ra đi? Diệp Huyên đột nhiên lùi về sau, tránh thoát đòn tấn công toàn lực của 6 cường giả đăng thiên cảnh kia. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên quay đầu nhìn Lâm Tiêu và Ngôn Chân Khanh phía xa, Lão Lâm, Lão Ngôn, hai người có thể gọi tổ tông không? Lão Lâm và Lão Ngôn nhìn nhau. Đương nhiên bọn họ có thể gọi tổ tông. Nhưng đây là lá bài tẩy lớn nhất của bọn họ rồi. Chỉ khi đối mặt với nguy cơ diệt tộc mới có thể sử dụng thôi. Lúc này, Diệp Huyên chợt lớn tiếng nói, sau này ta sẽ bảo phụ thân để lại cho các ông một phân thân. Nghe vậy, hai người lập tức giật mình. Lâm Tiêu mở lòng bàn tay, một lá bùa nhỏ màu đen bay lên trời. Oanh! Trong nháy mắt, một hơi thở cường đại xuất hiện nơi chân trời. Ngôn Chân Khanh ở bên cạnh cũng lấy ra một quyển cổ tịch, ông ấy đọc thầm thần chú, một khắc sau, vô số chữ viết bay ra từ trong cổ tịch, sau đó chậm rãi hội tụ ở chân trời. Hai vị tổ tông! Thấy cảnh này, nét mặt Thiên Diệp trở nên cứng đờ. Sáu cường giả đăng thiên cảnh trước mặt Diệp Huyên quay đầu nhìn Thiên Diệp, ông lão cầm đầu nhìn Thiên Diệp bằng đôi mắt đỏ sẫm, người bảo hắn gọi người làm gì? Cái đầu ngu đần này! Thiên Diệp, người đàn ông trung niên bên cạnh ông lão hơi do dự, sau đó nhắc nhở, Lão Phong, y là tộc trưởng. Ông lão hét to, Lão Phu tức chết rồi, người đàn ông trung niên. Tức chết rồi. Thật ra khi nãy bọn họ hoàn toàn có cơ hội giết chết Diệp Huyên. Vì trạng thái của Diệp Huyên khi nãy không được tốt lắm, có thể nói là như nỏ hết đà. 6 người họ liều mạng một lần nữa, rất có khả năng sẽ chém chết Diệp Huyên. Mà bây giờ tổ tiên của Lâm gia xuất hiện, sao bọn họ đánh thắng được nữa? Phải biết rằng những tiên tổ này gần như đều là cường giả tuyệt trần cảnh cả. Hơn nữa bây giờ còn gọi tới 2 người. Mấy người họ đều cảm thấy hơi tuyệt vọng. Diệp Huyên này chẳng những càng đánh càng mạnh, mà người của hắn cũng ngày càng đông. Đây rốt cuộc là thể loại gì vậy? Lúc này, nội tâm của bọn họ thật sự sắp sụp đổ rồi. Sắc mặt của Thiên Diệp và cô gái đeo mặt nạ cũng trở nên cực kỳ khó coi. Lại có người đến. Mẹ kiếp! Tên này lại có trợ thủ. Hơn nữa còn không phải trợ thủ bình thường. Phải liều mạng rồi. Một ông lão dần ngưng tụ lại ở phía chân trời. Người này chính là tiên tổ của Lâm gia. Nhìn thấy ông lão, Lâm Tiêu cung kính hành lễ tiên tổ. Ông lão nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng. Lão nhìn về phía Diệp Huyên, khi nhìn thấy Diệp Huyên, lão thoáng sững sờ, đây là huyết mạch phong ma. Diệp Huyên gật đầu, cúi người hành lễ, chào tiền bối. Ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, lão nhìn Diệp Huyên, ngươi và kiếm chủ là. Diệp Huyên đáp, cha con. Cha con. Nghe thấy lời này, ông lão lập tức sửng sốt. Một lát sau, ông lão cúi chào Diệp Huyên, bái kiến thiếu chủ. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, tiền bối không cần đa lễ. Ông lão quan sát Diệp Huyên một lúc, sau đó cười nói, thiếu chủ tuổi trẻ tài cao, thật không đơn giản. Diệp Huyên cười khổ vì quá ưu tú nên mới có họa sát thân. Hay, là lỗi của ta, chỉ có thể trách ta quá xuất sắc. Nét mặt ông lão trở nên cứng đờ, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, lão quay đầu nhìn về phía mấy người Thiên Diệp, thượng cổ thiên tộc. Thiên Diệp nhìn ông lão, các hạ, ông. Ông lão chợt ngắt lời Thiên Diệp, người nghĩ mình là ai, có xứng nói chuyện với lão phu sao? Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Ông lão này nóng tính thật đấy. Mặt Thiên Diệp lập tức đỏ lên như gan lợn, ta là gia chủ của thượng cổ thiên tộc. Ông lão quan sát Thiên Diệp, trong mắt đầy vẻ khinh thường, đồ vô dụng thế này cũng có thể làm gia chủ, ngươi thua xa thiếu chủ của ta 108.000 dặm, không, ngươi hoàn toàn không có tư cách so sánh với thiếu chủ của ta. Diệp Huyên. Thiên Diệp nhìn chằm chằm ông lão,
dù gì ông cũng là cường giả tuyệt trần cảnh, sao lại làm chó cho người khác chứ? Diệp Huyên ở một bên chợt bật cười, phụ thân từng nói với ta, Dương gia ta và Lâm gia qua lại thân thiết mấy đời. Nói đến đây, hắn nhìn ông lão, lão Lâm, làn này làm phiền ông rồi. Nghe vậy, ông lão lập tức cười to, thiếu chủ đừng nói thế, lúc trước nếu không nhờ kiếm chủ nâng đỡ thì hoàn toàn không có ta sau này. Kiếm chủ có ơn làm sống lại ta và Lâm gia. Dứt lời, lão nhìn về phía Thiên Diệp, cười nói, đừng nói là ngươi, dù là thượng cổ thiên tộc ngươi muốn làm chó cho kiếm chủ cũng không có tư cách. Sau đó, lão đột nhiên biến mất. Thấy ông lão ra tay, sắc mặt Thiên Diệp lập tức thay đổi, sao y có khả năng chống lại cường giả tuyệt trần cảnh chứ? Lúc này, cô gái mặt nạ bên cạnh chợt hét to, triệu hoán linh hồn tổ tiên. Oanh oanh oanh! Trong nháy mắt, ở thượng cổ thiên tộc có mười mấy tia sáng trắng bay lên cao. Linh hồn tổ tiên! Ánh sáng trắng nhanh chóng tản đi, ở chân trời xuất hiện mười mấy linh hồn. Đây đều là linh hồn tổ tiên các đời của thượng cổ thiên tộc để lại. Không có tuyệt trần cảnh, nhưng thấp nhất cũng là đăng thiên cảnh, trong đó còn có một vài người là bán bộ tuyệt trần cảnh. Đây là lá bài tẩy của thượng cổ thiên tộc. Mà lúc này, bọn họ không thể không sử dụng. Cô gái mặt nạ nhìn về phía những linh hồn tổ tiên kia, tổ tiên bảo vệ thiên tộc ta. Những linh hồn tổ tiên ở chân trời nhìn về phía tổ tiên Lâm gia ở cách đó không xa. Người đàn ông trung niên dẫn đầu khẽ nhíu mày, Lâm Khiếu. Lâm Khiếu cười to, thì ra là Thiên Phong, không ngờ chúng ta lại gặp nhau theo cách này. Thiên Phong nhìn Lâm Khiếu, sao huynh lại ở đây? Lâm Khiếu đáp, cái này phải hỏi thiên tộc của ngươi rồi. Thiên Phong khẽ nhíu mày, lão ta quay đầu nhìn về phía Thiên Diệp, ngươi là người đứng đầu gia tộc đời này à? Thiên Diệp gật đầu, cúi người chào, Thiên Diệp bái kiến tổ tiên. Thiên Phong nhìn Thiên Diệp. Vì sao thượng cổ thiên tộc ta lại bị vây công? Sắc mặt Thiên Diệp hơi khó coi. Lúc này, cô gái mặt nạ cất lời, tổ tiên, việc đã đến nước này, tất cả nguyên nhân đã không còn quan trọng nữa rồi. Rõ ràng ý của ả ta là nếu bây giờ truy cứu những vấn đề này sẽ chỉ khiến thiên tộc bị chia rẽ. Đương nhiên Thiên Phong cũng hiểu lời ả ta, lão ta quay đầu nhìn về phía Lâm Khiếu ở cách đó không xa, Lâm Khiếu huynh. Chuyện này còn cơ hội giảng hòa không? Lâm Khiếu quay đầu nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên lắc đầu. Lâm Khiếu bèn cười đáp, không. Dứt lời, lão lập tức bay lên cao, lao về phía đám người Thiên Phong. Thiên Phong bình tĩnh nói, một nửa số người cùng ta chống lại Lâm Khiếu, những người còn lại giết chết thiếu niên kia trước. Dứt lời, lão ta lập tức dẫn theo một đám người xông về phía Lâm Khiếu. Những cường giả còn lại thì lao đến chỗ Diệp Huyên. Nhưng lúc này, một ông lão áo trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Trong tay ông lão áo trắng cầm một quyển cổ tịch dày, trên mặt là nụ cười hòa nhã. Tổ tiên ngôn ra. Lúc thấy đám người kia lao đến, ông lão áo trắng nhẹ nhàng vung tay, cổ tịch trong tay ông ấy bay ra, trong nháy mắt, vô số cổ tự màu vàng xuất hiện. Ầm ầm. Đám cường giả của thượng cổ thiên tộc xông về phía Diệp Huyên lập tức bị đánh lui. Nơi chân trời, vô số cổ tự màu vàng bay ngược trở lại trên đầu Diệp Huyên, sau đó lượn vòng ở đó, những chùm sáng màu vàng vây quanh hắn. Diệp Huyên nhìn ánh sáng vàng trên người, trong lòng hơi khiếp sợ. Đây là thứ gì vậy? Hắn phát hiện, bên trong chùm sáng vàng này ẩn chứa vô số chữ nhỏ màu vàng, mà trong đó còn hàm chứa trận pháp. Không đơn giản. Lúc này, ông lão áo trắng xoay người cười nói với Diệp Huyên, thiếu chủ. Diệp Huyên cúi chào, làm phiền tiền bối rồi. Đương nhiên hắn sẽ không huênh hoang trước mặt những người này, hắn biết rồi người bọn họ kính trọng là phụ thân hắn, mà phụ thân hắn cũng có thực lực để bọn họ kính trọng. Nhưng Diệp Huyên thì không có. Ông lão áo trắng cười nói, thiếu chủ không tầm thường. Diệp Huyên cũng cười, so với tiền bối. Ta vẫn còn kém quá xa. Ông lão áo trắng lắc đầu, ở độ tuổi của cậu, chúng ta hoàn toàn không thể bằng được cậu. Dứt lời, ông ấy xoay người nhìn về phía những linh hồn tổ tiên ở phía chân trời, cười khẽ một đám tép diêu. Sau đó, cổ tịch trong tay ông ấy đột nhiên bay ra, trong nháy mắt, vô số kim quang bắn ra từ trong cổ tịch, sau đó chém về phía đám linh hồn tổ tiên kia. Xoẹt xoẹt. Trong nháy mắt,
khắp chân trời đều là tiếng chém rách. Sắc mặt mấy tổ tiên kia thay đổi, ông già này quá mạnh, bọn họ không dám sơ ý, vội vàng cùng nhau liên thủ ngăn cản, những dòng sông thời gian đột nhiên hội tụ phía chân trời, ngăn cản những chùm sáng vàng kia. Lúc này, ông lão áo trắng đột nhiên cầm ra một thanh trường kiếm, một khắc sau, ông ấy bay lên cao. Vụt! Nơi chân trời, linh hồn một tổ tiên của thiên tộc bị kiếm đâm xuyên qua, bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Thấy cảnh này, Diệp Huyên ngây người. Không ngờ ông lão này còn là một kiếm tu. Hắn phát hiện, mình có hơi xem thường những cường giả bên ngoài này rồi. Bọn họ có thể đạt đến trên đăng thiên cảnh, còn sáng lập ra một gia tộc lớn mạnh như thế, sao có thể là người bình thường được. Ở phía xa, sắc mặt của Thiên Diệp và cô gái mặt nạ đã vô cùng khó coi. Không đúng, hôm nay sắc mặt bọn họ có bao giờ dễ nhìn đâu. Thực lực của ông lão áo trắng này thật sự quá đáng sợ. Những linh hồn tổ tiên của thiên tộc hoàn toàn không phải đối thủ của ông ấy. Đến bây giờ đã có hai linh hồn tổ tiên bị chém chết. Bên kia, Lâm Khiếu cũng đã giết chết hai linh hồn tổ tiên của thiên tộc. Linh hồn tổ tiên của thiên tộc thua kém Lâm Khiếu và tổ tiên Ngôn Gia rất nhiều. Dù sao bản thể còn thua kém rất xa, thì linh hồn sao có thể thắng được. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Thiên Diệp, cười nói ta nghỉ ngơi xong rồi. Nghỉ ngơi xong rồi, nét mặt Thiên Diệp trở nên cứng đờ. Diệp Huyên đi về phía Thiên Diệp, hắn nhìn y, ông còn gọi được ai không? Thiên Diệp xa sầm mặt, không nói gì. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Thiên Diệp nhìn Diệp Huyên đang lao tới, nét mặt bình tĩnh một cách khác thường, không biết trong tay phải của y đã xuất hiện một lệnh bài nhỏ màu đen từ bao giờ. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, Thiên Diệp sửng sốt. Diệp Huyên nhìn Thiên Diệp, cười không nói gì. Thiên Diệp dục, ngươi đến đây. Không ngờ Diệp Huyên lại lắc đầu, ta không qua đó. Thiên Diệp gằn giọng, không phải ngươi to gan lắm sao? Đến đây, đến chém ta đi. Diệp Huyên cười, ông muốn gài ta à? Nằm mơ đi. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn tộc trưởng của U Linh tộc nơi chân trời, lão Thiệt, gọi tổ tông. Gọi tổ tông. Tộc trưởng thiền tu của U Linh tộc cười to, sau đó đáp, được. Dứt lời, y mở lòng bàn tay, một tia lục quang xuất hiện, một khắc sau, lục quang bay lên cao, một hơi thở cường đại dâng lên nơi chân trời, sau đó, một hư ảnh xuất hiện. Tuyệt trần cảnh. Hư ảnh kia nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên, lúc nhìn thấy Diệp Huyên, hắn ta hơi sửng sốt, sau đó cất lời, khí tức huyết mạch này, ngươi và kiếm chủ có quan hệ gì? Diệp Huyên đáp, cha con, ta là cha ông ấy là con. À không đúng, ông ấy là cha ta là con. Nói xong, hắn cười ngượng ngùng, mẹ kiếp, huyết mạch phong ma này có vấn đề. Dùng nhiều quá, đầu óc hơi không được bình thường rồi. Hư ảnh kia quan sát tỉ mỉ Diệp Huyên một lúc, sau đó nói, thì ra là thiếu chủ. Sau đó, hắn ta cúi chào, thiếu chủ cần ta đánh nhau giúp cậu sao? Diệp Huyên vội vàng gật đầu, đúng thế. Hư ảnh kia hỏi, đánh ai? Diệp Huyên lập tức chỉ về phía Thiên Diệp, hư ảnh kia cũng nhìn Thiên Diệp, một khắc sau, hắn ta lập tức lao về phía y. Oanh! Một uy thế mạnh mẽ lập tức cuốn về phía Thiên Diệp. Thiên Diệp cầm chặt lệnh bài màu đen trong tay, sắc mặt vô cùng nặng nề. Vào lúc bóng mờ kia vào tới trước mặt, Thiên Diệp bỗng dưng vung tay, để một lệnh bài màu đen bắn ra. Ầm! Một luồng sáng đen nổ ra trước mặt y. Lập tức đẩy bóng mờ kia lui lại hơn trăm trượng. Thấy vậy, mi mắt Diệp Huyên khẽ giật. Mẹ nó! May là mình chưa xông lên, bằng không đã lãnh đủ rồi. Tên này quả nhiên còn giấu bài. Nhưng cũng bình thường thôi, mấy thế lực cổ xưa đã tồn tại cả trăm nghìn năm này làm sao có thể không giấu nghề cho được. Chùm sáng đen kia dần ngưng tụ lại thành một bóng hình. Khi nó xuất hiện, thời gian duy độ bất chợt chấn động một cách kỳ dị. Diệp Huyên cau mày khi cảm nhận được nguy hiểm. Đúng lúc này, tổ tiên U Linh tộc xuất hiện, dõi mắt nhìn cái bóng kia, thứ đó không phải người. Diệp Huyên thấp giọng hỏi, vậy là gì? Tổ tiên U Linh tộc lắc đầu, chưa từng thấy bao giờ. Diệp Huyên, tiền bối định làm thế nào?
Tổ tiên U Linh tộc, ta thử xem. Hắn ta nói xong thì biến mất tại chỗ. Bóng đen ở nơi xa bất thình lình tung ra một cú đấm. Ầm. Tổ tiên U Linh tộc bị nó đẩy trở về chỗ cũ. Không chỉ vậy mà linh hồn hắn ta cũng mờ nhạt đi rất nhiều. Vẻ nghiêm trọng xuất hiện trong mắt hắn ta. Ánh mắt Diệp Huyên cũng đanh lại. Bóng đen này mạnh lắm chứ không đùa. Thiên Diệp ở nơi xa phẫn nộ chỉ tay vào Diệp Huyên, giết hắn. Bóng đen biến mất tại chỗ. Đồng tử Diệp Huyên rụt lại, rút kiếm chém ra theo bản năng. Rút kiếm định sinh tử. Oanh. Chớp mắt một cái, Diệp Huyên thối lùi hơn nghìn trượng, bóng đen cũng lùi lại hơn trăm trượng. Nhưng chỉ một khắc sau, bóng đen kia lại vọt về phía hắn. Tổ tiên U Linh tộc nhào tới cản đường, để một ngọn lửa màu xanh u tối bừng lên trong lòng bàn tay. Hắn ta nắm chặt lấy ngọn lửa, sau đó tung cú đấm ra. Ầm. Ánh lửa tuôn ra từ quả đấm. Đối diện hắn ta, bóng đen kia cũng tung đấm. Uỳnh, cú đấm khiến ngọn lửa bị dập tắt, hai bên đồng thời lùi lại, nhưng bóng đen kia lại tức tốc dừng chân, một lần nữa nhào về phía tổ tiên U Linh tộc. Xoẹt. Tốc độ của nó nhanh như tia chớp, thoát cái đã biến mất. Tổ tiên U Linh tộc khép những ngón tay lại, đưa tay lên giữa trán. Một chốc sau, linh hồn hắn ta bốc cháy. Ầm. Hắn ta biến thành hỏa nhân, sau đó vung tay về trước. Động tác chỉ này dừng lại ở nắm đấm của bóng đen. Hai người một lần nữa trao đổi chiêu thức. Oanh. Chớp mắt một cái, ngọn lửa bao trùm toàn thân tổ tiên U Linh tộc bị dập tắt. Nhưng bóng đen kia cũng bị đẩy ra ngoài hơn trăm trượng. Tổ tiên U Linh tộc bước lên một bước, lại làm động tác điểm nhẹ trong không khí. Xoẹt. Chỉ ấn vèo cái đã bay đến trước mặt bóng đen. Nhưng nó không tránh đi mà tiếp tục vung nắm đấm. Một lần nữa trao đổi chiêu thức. Oanh. Không gian quanh họ sụp đổ từng tấc một, hồn phách của tổ tiên U Linh tộc không ngừng lui bước hơn nghìn trượng về phía sau. Nhưng bóng đen kia lại không hề suy xuyển. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên sa sầm. Bóng đen này rốt cuộc là gì vậy? Không ngờ lại mạnh đến thế. Khi bóng đen kia chuẩn bị ra tay lần nữa, nơi chân trời bỗng xuất hiện một tia kiếm quang màu trắng chém tới. Bóng đen đưa tay lên đỡ. Ầm. Kiếm quang nát vụn, bóng đen lùi lại hơn trăm trượng. Đúng lúc này, tổ tiên Ngôn Gia xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Hồn phách của tổ tiên thượng cổ thiên tộc ở chân trời đã bị tiêu diệt toàn bộ. Tổ tiên Ngôn Gia nhìn bóng đen trước mặt, nói tuyệt trần chi thân. Diệp Huyên tò mò, tuyệt trần chi thân là gì? Tổ tiên Ngôn Gia thấp giọng nói, với người bình thường, sau khi đột phá đăng thiên cảnh thì sẽ đến tuyệt trần cảnh. Nhưng với một số người đặc biệt thì họ sẽ đi một đường khác, tu luyện thân xác để đạt đến tuyệt trần cảnh. Những người ấy mới thật sự là kinh khủng. Ông ta nhìn bóng đen, thứ này chắc chắn là tuyệt trần chi thân, thân xác bá đạo vô địch. Diệp Huyên, nó là bản thể ư? Tổ tiên Ngôn Gia quan sát bóng đen, đúng vậy, nhưng nó cũng đã bị thương. Tuyệt trần chi thân đã bị hao tổn, bỗng không thì linh hồn của chúng ta không phải đối thủ của nó. Diệp Huyên vội hỏi, phải làm sao bây giờ? Tổ tiên Ngôn Gia trầm ngâm suy nghĩ rồi nhìn sang tổ tiên U Linh tộc, các hạ. Chúng ta hợp tác thử xem. Đối phương gật đầu, được. Sau đó hai người đồng loạt biến mất. Bóng đen kia cũng biến mất. Ầm ầm. Đại chiến nổ ra. Hai đánh một. Nhưng hai người không chiếm được ưu thế gì. Ngược lại còn gặp bất lợi. Bọn họ là linh hồn, mỗi một lần ra tay thì linh hồn cũng mờ nhạt đi một phần. Nhưng bóng đen kia thì không như vậy. Bởi vì nó là bản thể. Cứ tiếp tục thế này, ưu thế của nó sẽ càng ngày càng lớn. Diệp Huyên cũng biết điều này, bèn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nhóm kiếm tuyệt đều đang bị cầm chân. Tổ tiên Điện Thiên Hành vẫn đang giao chiến kịch liệt với tổ tiên thượng cổ thiên tộc. Chỉ có mình hắn là rảnh tay. Thế là Diệp Huyên nhìn sang Thiên Diệp, thấy hắn nhìn sang, Thiên Diệp lập tức biến sắc, gầm lên, mẹ nó. Mi không chịu dứt đúng không? Đúng lúc ấy, Diệp Huyên đã biến mất. Thiên Diệp im bặt. Bởi vì kiếm của Diệp Huyên đã lao tới trước mặt y.
Đúng lúc nước sôi lửa bỏng ấy, cô gái mặt nạ đã lao đến chắn trước Thiên Diệp. Ả ta nhắm mắt lại, chỉ một khắc sau đã có một dòng thời gian duy độ xuất hiện. Diệp Huyên cũng vung kiếm chém xuống. Quỳnh! Thời gian duy độ hóa thành hư vô. Cô gái mặt nạ bị đẩy bay ra ngoài, thân xác cũng vỡ vụn từng mảnh. Mà Thiên Diệp thì đã trốn đi được hơn trăm trượng. Diệp Huyên nhìn Thiên Diệp, cô gái mặt nạ gầm lên. Bảo vệ gia chủ, nếu Thiên Diệp bị Diệp Huyên giết chết thì chẳng khác gì đã kích chí mạng với tinh thần của thượng cổ thiên tộc. Vì vậy dù thế nào đi nữa cũng không thể để y mất mạng dưới tay Diệp Huyên. Nghe cô gái mặt nạ nói vậy, một vài cường giả thượng cổ thiên tộc lập tức lao về phía Diệp Huyên. Hắn chỉ xoay người vung kiếm chém ra. Xoẹt! Một cường giả thượng cổ thiên tộc chưa kịp phản ứng đã bị phanh thây. Giết một tên rồi, Diệp Huyên lại vung kiếm. Xoẹt! Thêm một cái thủ cấp nữa bay ra ngoài. Giết trong nháy mắt. Ngoài đăng thiên cảnh, các cường giả bình thường không phải đối thủ của hắn. Cho dù là cường giả đăng thiên cảnh cũng không cản được rút kiếm định sinh tử của hắn. Đúng lúc này, nhóm kiếm tuyệt cũng rút ra được, lập tức vọt đến bên hắn. Kiếm tuyệt nhìn Thiên Diệp, thiếu chủ, trước tiên phải giết kẻ này, còn lại giao cho chúng ta. Diệp Huyên gật đầu rồi nhìn Thiên Diệp, nào ngờ Thiên Diệp lại xoay người bỏ chạy. Nhóm Diệp Huyên thấy vậy thì sững sờ. Tên này chạy ư, Diệp Huyên gầm lên, Thiên Diệp chạy trốn. Y chạy trốn. Thanh âm như sấm, chấn động chân trời. Toàn bộ cường giả thượng cổ thiên tộc đều nghe thấy. Bọn họ quay đầu nhìn, thấy Thiên Diệp thật sự đang bỏ chạy thì sắc mặt trở nên xấu xí cực kỳ. Họ đang liều mạng, vậy mà tộc trưởng lại chạy. Rất nhiều cường giả thượng cổ thiên tộc đều thấy lòng mình nguội lạnh. Thiên Diệp ở xa cũng cảm nhận được, y dừng lại, quắc mắt trừng Diệp Huyên với gương mặt âm trầm đến đáng sợ. Diệp Huyên cười, chạy đi, ta không đuổi theo đâu. Thiên Diệp gào lên, Diệp Huyên, bỏ qua chuyện này được chưa? Diệp Huyên, người nghĩ cái chó gì vậy? Bỏ qua. Vào lúc này. Diệp Huyên hắn không phải thằng ngu. Thiên Diệp sừng sộ chừng hắn, thượng cổ thiên tộc bằng lòng bồi thường. Diệp Huyên lắc đầu, đã thành tử địch thì phải nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ hậu hoạn. Bồi thường, tiêu diệt thượng cổ thiên tộc rồi. Đồ của bọn ngươi còn không phải là của ta sao? Hắn phất tay, giết. Phàm là cường giả thượng cổ thiên tộc, giết hết. Nghe hắn nói, nhóm kiếm tuyệt đồng loạt xông lên. Giết chóc nhanh chóng bắt đầu. Thượng cổ thiên tộc đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Bởi nhóm kiếm tuyệt đã giải quyết xong đối thủ của riêng mình. Thiên sách quân của thượng cổ thiên tộc đã chết gần một nửa. Lợi thế của chúng đã mất. Hành vi bỏ chạy vừa rồi của Thiên Diệp càng khiến khí thể của chúng giảm xuống cấp tốc. Rất nhiều cường giả đã không còn ý chí chiến đấu. Nhưng không một ai trốn chạy. Sắc mặt Thiên Diệp bỗng trở nên dữ tợn, toàn bộ thượng cổ thiên tộc nghe đây. Hôm nay chúng ta có tử trận cũng không được để bọn chúng kiếm lời. Sau đó linh hồn y bùng cháy. Đốt cháy hồn phách. Theo đó, từng luồng khí tức hùng hậu ùa ra từ cơ thể Thiên Diệp. Thấy y đốt hồn, các cường giả thượng cổ thiên tộc đều ngẩn ra. Y đang ôm quyết tâm liều chết. Nhóm Diệp Huyên cũng không ngờ Thiên Diệp lại chọn cách đốt hồn. Tên này vẫn còn có chút tính người đấy. Thiên Diệp bật cười, Diệp Huyên ngươi muốn đồng quy vu tận thì đến đây. Nhưng khi y lao tới thì lại bị cô gái mặt nạ ngăn lại. Không chỉ vậy, ả ta còn vung tay vỗ lên vai Thiên Diệp, khiến y trở lại bình thường. Cô gái mặt nạ, chưa đến mức ấy. Thiên Diệp, không còn nước nào nữa. Bóng đen kia là con bài cuối cùng của thượng cổ thiên tộc. Nhưng nó đã bị giữ chân rồi. Cô gái mặt nạ nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, chuyện hôm nay đã không thể giảng hòa nữa sao? Diệp Huyên vung tay gọi một cái ghế ra. Hắn đặt mông ngồi xuống, vắt chân phải lên, khẽ cười, còn có ai thì gọi hết đến đây. Dù sao ta đây cũng vô địch. Các người muốn sao cũng được. Mọi người. Cô gái mặt nạ mỉm cười, vậy như ngươi mong muốn, đồng quy vu tận. Hay cho đồng quy vu tận. Bỗng có một giọng nói truyền đến từ phía sau. Diệp Huyên nghe thấy thì sững sốt. Những người khác xoay lại, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo xanh đang đi đến.
Bên cạnh y là một kiếm tu mặc trường bào màu mây trắng. Vừa thấy họ, những người khác ngoài Diệp Huyên đều hóa đá. Kiếm chủ áo xanh. Nhóm Lâm Tiêu lập tức rơi vào bối rối. Bọn họ đến đây để gặp người đàn ông áo xanh. Vì vậy khi thấy y đi đến, ai nấy đều ngẩn người tại chỗ. Đến rồi. Y đến thật rồi. Diệp Huyên cũng ngớ ra khi thấy đối phương. Sao cha lại đến đây? Lại còn dẫn theo đại ca nữa. Chuyện gì thế này? Người đàn ông áo xanh và kiếm tu đi đến trước mặt Diệp Huyên. Kiếm tu cười hỏi, đệ nói mình vô địch à? Diệp Huyên. Kiếm tu chỉ cười mà không nói. Diệp Huyên đâm ra lúng túng. Chẳng lẽ đại ca nghe hắn tự xưng vô địch nên mới đến đây? Lúc này, người đàn ông áo xanh lên tiếng, sao? Gặp cha cũng không chào à? Diệp Huyên trợn mắt, sao cha lại đến đây? Người đàn ông áo xanh đang định mở miệng thì nhóm kiếm tuyệt đã đưa kiếm lên trán, cúi người hành lễ thật sâu, run giọng hô tham kiếm kiếm chủ. Thấy họ hành lễ, những kiếm tu còn lại cũng đưa kiếm lên rồi cúi người. Đây là lễ nghi cao nhất của một kiếm tu. Nhóm Lâm Tiêu cũng cung kính hành lễ, thân thể không ngừng phát run. Bởi vì người đàn ông áo xanh mà họ đang nhìn thấy vẫn sâu thẳm không tài nào nhìn thấu, hệt như trước kia. Vẫn không tài nào nhìn thấu được. Người đàn ông áo xanh khẽ mỉm cười với nhóm kiếm tuyệt, không cần đa lễ. Tất cả các kiếm tu nhìn y với vẻ sùng bái và tôn kính trong mắt. Tín ngưỡng. Người này chính là tín ngưỡng của họ. Bao gồm cả 5 người kiếm tuyệt. Bọn họ giờ phút này ngoan ngoãn như những đứa trẻ, không ai dám giở trò gì. Người đàn ông áo xanh bỗng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Một khắc sau y khép hai ngón tay lại, làm động tác điểm nhẹ. Xoẹt, một dòng thời gian duy độ ở nơi xa xôi bất thình lình nứt toạc, sau đó đã có một tia kiếm quang chĩa vào giữa trán một gã đàn ông trung niên. Gã này chính là tổ tiên thượng cổ thiên tộc. Đối diện gã ta, tổ tiên điện thiên hành lập tức biến mất. Bà ta xuất hiện lại trước mặt người đàn ông áo xanh, cung kính thi lễ tham kiến kiếm chủ. Tổ tiên U Linh tộc, Ngôn gia và Lâm gia cũng nối đuôi nhau đi đến hành lễ với y tham kiến kiếm chủ. Người đàn ông áo xanh nhìn bọn họ một hồi, ánh mắt dừng lại trên người tổ tiên Lâm gia Lâm Khiếu, cười hỏi, Lâm Khiếu huynh vẫn khỏe chứ? Lâm Khiếu mỉm cười, không ngờ còn có thể gặp lại kiếm chủ. Người đàn ông áo xanh bật cười, ta cũng rất vui khi được gặp lại mọi người, tuy rằng không phải chân thân. Tổ tiên U Linh tộc bất thình lình quỳ xuống, người đàn ông áo xanh chỉ khẽ nhấc tay phải, hắn ta đã được một luồng kiếm khí nâng dậy. Người đàn ông áo xanh cười, kìa, không cần phải vậy. Tổ tiên U Linh tộc chỉ lắc đầu, đa tạ ơn cứu tộc của kiếm chủ. Người đàn ông áo xanh, các ngươi cũng giúp nhi tử của ta, xem như hòa nhau. Tổ tiên U Linh tộc lắc đầu nguầy nguậy, không không. U Linh tộc ta suốt đời sẽ không quên đại ân của kiếm chủ. Người đàn ông áo xanh cười ha hả, không cần phải vậy. Dù sao các ngươi đến giúp đỡ thằng con không nên thân của ta là đã trả lại ân nghĩa năm đó rồi. Diệp Huyên nghe vậy, mặt đen như đáy nồi. Thằng con không nên thân là sao cơ? Hắn hạ giọng, cha nói như vậy, con không phục. Con đã đạt đến đăng thiên cảnh, vô địch trong cùng cảnh giới. Người đàn ông áo xanh ngắt lời hắn, vô địch cùng cảnh giới. Đỡ được một kiếm của ta không? Sắc mặt Diệp Huyên cứng ngắc. Người đàn ông áo xanh lừ mắt, lại còn đăng thiên cảnh. Tiểu tử nhà ngươi biết nó yếu cỡ nào không? Trong mắt cha, đăng thiên cảnh không khác gì con kiến. Diệp Huyên. Những người khác có mặt cũng tỏ vẻ lúng túng. Bởi phần lớn đều là đăng thiên cảnh. Người đàn ông áo xanh như cũng nhận ra mình vừa quá lời, bèn bật cười, mấy lời vừa rồi chỉ nhằm vào con ta thôi, chư vị đừng bận tâm, đừng để trong lòng ha. Mặt Diệp Huyên đen xì. Lúc này, giọng Tiểu Tháp vang lên trong đầu hắn, tiểu chủ vậy mà nhịn được hả? Sợ gì chứ, đánh luôn. Diệp Huyên. Những người khác nghe người đàn ông áo xanh nói vậy thì chỉ biết cười gượng. Bỗng thấy y ngẩng đầu nhìn vào tổ tiên thượng cổ thiên tộc ở chân trời, mà gã ta cũng đang nhìn y. Gã mở miệng, các hạ, sâu không lường được. Người đàn ông áo xanh chỉ cong môi cười, vùng tay lên. Tổ tiên thượng cổ thiên tộc đã bị kiếm quang xóa sổ.
cưỡng chế xóa sổ. Người đàn ông áo xanh nhìn sang tổ tiên điện Thiên Hành. Người này lập tức khom mình thi lễ thật sâu, mong kiếm chủ thứ tội. Y chỉ cười, người giúp đỡ con ta đến vậy, có gì sai? Tổ tiên điện Thiên Hành nghe vậy thì thở phào trong lòng. Bà ta thật sự có chút hoảng sợ. Bởi vì điện Thiên Hành trước kia thật sự từng muốn giết Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh nhìn mọi người một lượt, cười nói, chốc nữa sẽ ôn chuyện cùng các ngươi, bây giờ để ta xử lý việc này đã. Bọn họ rối rít gật đầu, thối lui về phía sau y. Người đàn ông áo xanh chuyển tầm nhìn sang Diệp Huyên, sao mặt bí xị vậy? Gặp cha không vui à? Diệp Huyên chỉ cười, sao cha lại đến đây? Rồi nhìn sang Kiếm Tu, đại ca sao cũng đến đây? Kiếm Tu cười, có liên quan đến đệ. Diệp Huyên sửng sốt, liên quan đến ta. Kiếm Tu gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên tò mò, là chuyện gì? Kiếm Tu, chốc nữa sẽ cho đệ hay. Diệp Huyên gật đầu, được. Người đàn ông áo xanh quan sát hắn một hồi rồi hỏi, hắn truyền lại tu vi cả đời cho con. Hiển nhiên là đang nói về Diệp Thần. Diệp Huyên gật đầu rồi tỏ ra do dự, muốn nói lại thôi. Người đàn ông áo xanh cười, không đành lòng nhìn hắn cứ thế biến mất. Diệp Huyên thở dài, con không thể thông cảm cho hắn. Nếu không có cha và Thanh Nhi, người chết sẽ chính là con. Người đàn ông áo xanh gật đầu, con nghĩ được vậy là ta yên tâm rồi. Ai trên đời cũng có thể cảm thông cho hắn, chỉ có con là không thể. Diệp Huyên gật đầu. Người đàn ông áo xanh lại nói, còn hắn đã hoàn toàn biến mất rồi, theo nghĩa đen, hiểu chưa? Diệp Huyên gật đầu, con hiểu. Người đàn ông áo xanh vỗ nhẹ lên vai hắn, tiểu tử con có nhiều chỗ giống ta, nhưng vẫn không đủ nhẫn tâm. Thế đạo này tàn khốc hơn con nghĩ nhiều lắm, không ác là không sống nổi. Diệp Huyên gật đầu, con biết rồi. Người đàn ông áo xanh cười, biết là tốt, lần này đến tìm con là để. Ánh mắt y bắn về phía cô gái đeo mặt nạ ở xa, cô nương ban nãy vừa nói muốn đồng quy vu tận đúng không? Đến đây. Đồng quy vu tận. Từ giây phút thấy người đàn ông áo xanh, sắc mặt ả ta đã trắng bệch như vôi. Hồn phách tổ tiên nhà mình bị đối phương tiêu diệt chỉ với một cái nhấc tay. Mà các cường giả tuyệt trần cảnh có mặt lại tôn sùng y như vậy. Đây mới thật sự là đại lão. Ả chậm rãi nhắm mắt lại. Lần này, thượng cổ thiên tộc gặp chúng kẻ khó xơi rồi. Một hồi sau, cô gái mặt nạ nói với người đàn ông áo xanh, tiền bối, việc này là lỗi của thượng cổ thiên tộc chúng ta, chẳng biết có thể sửa chữa hay không. Y lắc đầu, không. Sắc mặt ả ta lập tức vặn lại, vậy thì cùng chết. Nói xong, ả vươn tay ra, để một bùa chú màu đỏ máu bay lên. Vừa thấy vật ấy, đám người Thiên Diệp biến sắc. Thiên Diệp gầm lên, muội định làm gì? Bùa chú màu máu. Đây là một lá bùa do người sáng lập thượng cổ thiên tộc để lại, là hủ đoạn giữ mạng cuối cùng của cả tộc. Nhưng đây cũng là cấm kỵ. Bởi vì người sáng lập thượng cổ thiên tộc từng để lại tổ huấn, rằng một khi sử dụng bùa đồng nghĩa với sắp có họa diệt tộc xảy ra. Họa diệt tộc. Vì vậy cho đến ngày nay, thượng cổ thiên tộc chưa hề đụng đến bùa chú này. Cô gái mặt nạ nhìn Thiên Diệp, còn cách nào khác sao? Thiên Diệp câm nín. Thượng cổ thiên tộc quả thật đã cùng đường. Khoan nhắc đến người đàn ông áo xanh, chỉ những người khác có mặt thôi cũng đủ để tiêu diệt cả tộc. Không còn cách nào khác. Một ngọn lửa vô danh bỗng bùng lên trong lòng Thiên Diệp. Y phẫn nộ gào lên, Diệp Huyên, ngươi có chỗ dựa mạnh như vậy sao không nói sớm, bằng không ta còn nhằm vào ngươi làm gì? Những người khác nghe vậy thì ngây ra như phỗng. Hoàn toàn ngây người. Má nó, đây là những lời của người đứng đầu một siêu thế lực sao? Diệp Huyên bối rối hết cả lên. Trời má, một thằng thiểu năng vậy sao có thể lên làm gia chủ chứ? Cô gái mặt nạ bỗng lạnh lùng quắc mắt chừng Thiên Diệp, người còn ngại chưa đủ mất mặt. Trong lòng ả ta bỗng dưng cảm thấy bi thương vô cùng. Vì sao Thiên Diệp có thể lên làm gia chủ? Vì y là con trai độc nhất của gia chủ Thiên gia. Thật ra cô gái mặt nạ vốn cũng có hy vọng, nhưng thiên tộc không giống như những thế lực khác, nó là một dòng tộc, chỉ truyền cho con trai, không truyền cho con gái.
Bởi vì cả tộc đều sợ ngày sau thiên tộc sẽ trở thành của hồi môn cho nhà người khác. Vì vậy không ai ủng hộ ả ta lên làm tộc trưởng. Hơn nữa thượng cổ thiên tộc trước kia không có tử địch nên không ai cảm thấy có nguy hiểm gì, vì vậy để một kẻ tầm thường làm gia chủ sẽ khiến họ được lợi hơn. Nhưng không ai ngờ rằng Thiên Diệp lại có thể thối nát đến mức độ này. Ở nơi xa, người đàn ông áo xanh phì cười, gia chủ này. Thú vị ghê. Kiếm Tu gật đầu, hình như thiếu hụt chỉ số thông minh. Người đàn ông áo xanh. Lúc này, bùa chú màu máu kia bỗng hóa thành một tia huyết quang, chui tọt vào cái bóng tuyệt trần chi thân mà Thiên Diệp triệu hồi ra lúc trước. Cái bóng trở nên đầm đìa máu tươi, cũng là lúc huyết mạch của các cường giả thiên tộc chấn động. Tổ huyết. Có người kêu lên, là tổ huyết, là tiên tổ chân chính. Tiên tổ. Người trước mặt này chính là lão tổ thật sự của thượng cổ thiên tộc, người đã tự nghịch thiên thay đổi huyết mạch bản thân, sáng tạo nên thượng cổ thiên tộc. Nhìn thấy cảnh này, các cường giả thiên tộc đồng loạt xôi trào. Nào ngờ vào lúc này, từng cường giả thượng cổ thiên tộc một bỗng dưng tự bạo. Máu của họ như thủy triều ồ ạt chảy về phía huyết nhân kia. Cô gái mặt nạ và Thiên Diệp sửng sốt. Chuyện gì xảy ra thế này? Những cường giả thượng cổ thiên tộc khác không kịp phản ứng lại đã nổ tung mà chết, bị huyết nhân kia hấp thu máu. Sở dĩ cô gái mặt nạ và Thiên Diệp không sao là vì họ đã không còn thân xác. Sau khi hấp thu máu tươi của vô số tộc nhân, khí tức tản ra từ huyết nhân kia ngày càng lớn mạnh, khiến cả thượng cổ thiên giới cũng sôi lên sùng sục. Khí tức này tuyệt đối không chỉ là tuyệt trần cảnh nữa. Đúng lúc này, huyết nhân kia bỗng chậm rãi mở mắt. Trong mắt là biển máu chảy xuôi, kinh khủng vô cùng, ta đã sống lại. Giọng nói vừa dứt, thượng cổ thiên giới đã run lên bần bật như gặp địa chấn. Đất trời cũng phải kiêng kỵ. Lúc này đây, sắc mặt của vô số người bên phe Diệp Huyên đều trở nên nghiêm túc. Bao gồm cả nhóm cường giả tuyệt trần cảnh Lâm Khiếu. Bởi vì trong tích tắc đó, trong lòng bọn họ chợt dâng lên một nỗi hoảng sợ. Trên thế giới này thật sự không có bao nhiêu người có thể khiến họ hoảng sợ được. Người bình tĩnh nhất là Diệp Huyên. Nếu cha đã đến rồi thì cứ đẩy y ra làm bia vậy. Lúc này, cô gái mặt nạ chợt run giọng, tiên tổ. Bây giờ, thượng cổ thiên tộc xem như xong đời thật rồi. Bởi vì ngoại trừ ả ta và Thiên Diệp ra, tất cả tộc nhân khác đều bị cắn nuốt. Mà họ lại chẳng có lấy một cơ hội phản kháng nào. Bởi vì áp chế huyết mạch. Sau khi hấp thụ được máu tươi của những cường giả thượng cổ thiên tộc, khí tức của huyết nhân kia lại tăng lên thêm phần kinh khủng. Một luồng áp lực vô hình bao trùm lấy cả thượng cổ thiên giới. Lúc này, huyết nhân quay đầu nhìn cô gái mặt nạ, khàn giọng nói, ta đã từng để lại tổ huấn, không đến bước đường cùng thì không được dùng tấm huyết phù này. Thiên Diệp đột nhiên trầm giọng nói, đã đến lúc ấy rồi ạ. Huyết nhân khẽ gật đầu, gã ta quay đầu nhìn người đàn ông áo xanh cách đó không xa, đây là lần đầu gã ta gặp người này, nhưng khi tận mắt nhìn y rồi, gã ta chợt ngẩn người. Người đàn ông áo xanh chỉ cười không nói gì. Phía xa xa, Thiên Diệp đột nhiên giận dữ chỉ vào Diệp Huyên, tiên tổ, giết tên này trước đi. Thượng cổ thiên tộc ta đến bước đường hôm nay là bởi vì hắn. Giết hắn đi. Diệp Huyên liếc mắt nhìn Thiên Diệp. Nhún vai một cái, người đến đánh ta đi. Đánh đi nè, Thiên Diệp tức đến mức suýt thổ huyết, mà huyết nhân kia không thèm quan tâm đến Diệp Huyên, ánh mắt của gã ta vẫn luôn dán lên người đàn ông áo xanh, tại sao ta không nhìn thấu được ngươi? Người đàn ông áo xanh cười nói, có thể là bởi vì ngươi khá yếu. Mọi người! Thiên Diệp đứng bên cạnh huyết nhân đột nhiên cười gần, đúng là buồn cười. Buồn cười quá đi mất, tổ tiên ta đã vượt qua tuyệt trần cảnh. Vậy mà ngươi dám nói người yếu, ngươi. Huyết nhân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Diệp, tại sao ngươi lại lên làm gia chủ được? Thiên Diệp ngạc nhiên, tỏ vẻ không hiểu câu hỏi của huyết nhân. Huyết nhân lắc đầu, ngươi bị thiểu năng à? Thiên Diệp. Cô gái mặt nạ ở bên liền sầm mặt đi. Huyết nhân lại nói, ta ngày xưa cũng từng anh minh một đời, cũng vô địch thế gian, tại sao lại có thứ con cháu như ngươi chứ? Gia môn bất hạnh. Sắc mặt Thiên Diệp lập tức trở nên vô cùng khó coi. Huyết nhân quay đầu nhìn người đàn ông áo xanh, các hạ sâu không lường được,
e rằng ta không phải đối thủ, nhưng cứ chịu thua như vậy thì thật không cam lòng. Vậy nên xin các hạ chỉ giáo. Diệp Huyên liếc nhìn huyết nhân kia, mẹ nó, thượng cổ thiên tộc này rốt cuộc cũng xuất hiện một tên bình thường rồi. Chí ít là còn thông minh. Nghe huyết nhân nói thế, người đàn ông áo xanh cười ha ha, vậy ngươi ra tay đi. Huyết nhân làm thế mời, ta tiếp một chiêu kiếm của các hạ trước đi đã. Người đàn ông áo xanh lắc đầu, nếu ta ra tay thì ngươi chết chắc. Nên ngươi đánh trước đi. Mọi người. Huyết nhân nhìn người đàn ông áo xanh, trầm mặc một lát gã ta mới gật đầu, vậy thì mời các hạ chỉ giáo. Vừa dứt lời, gã ta đã siết chặt tay phải lại, một khắc sau, gã ta đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu người đàn ông áo xanh, rồi sau đó đột nhiên vỗ một chưởng xuống, phần thiên diệt tuyệt. Nói xong, một bàn tay màu đỏ ngòm rơi thẳng tắp xuống đỉnh đầu người đàn ông áo xanh. Mà bàn tay kia là được ngưng tụ từ thời gian duy độ. Thời gian duy độ đã thực chất hóa. Không chỉ thế, còn không phải chỉ là một dòng sông thời gian duy độ, mà là 10 dòng. Một trường này hạ xuống, thật sự có khí thế tiêu diệt đất trời. Mà khi thấy huyết nhân này tung trường ra, sắc mặt mọi người ở đây đều trở nên nghiêm nghị. Một trường này đủ để dễ dàng giết một vị cường giả tuyệt trần cảnh chân chính trong nháy mắt. Mà người đàn ông áo xanh kia vẫn vô cùng bình tĩnh, khi trường vỗ đến đầu y, y bỗng xuất kiếm. Xoẹt, một luồng kiếm quang phóng lên trời. Dưới ánh nhìn của mọi người, trưởng ấn màu máu kia lập tức hóa thành hư vô, một khắc sau, một thanh kiếm đã chĩa thẳng vào giữa hàng mày của huyết nhân. Xung quanh chợt rơi vào lặng thinh. Phía xa xa, hai người cô gái mặt nạ hóa đá ngay tại chỗ. Một chiêu kiếm cũng không đỡ được. Cường giả trên tuyệt trần lại không cản được một chiêu kiếm của người đàn ông áo xanh này. Lúc này đây, cô gái mặt nạ cùng Thiên Diệp đã hoàn toàn sụp đổ. Ở bên khác, nhóm người Lâm Khiếu cũng chỉ biết cười khổ. Vẫn khủng bố như xưa. Vốn dĩ trong suy nghĩ của bọn họ, người đàn ông áo xanh này có lẽ là cường giả trên tuyệt trần, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải thế. Kiếm chủ áo xanh này đã vượt xa tuyệt trần cảnh rồi. Quá kinh khủng. Phía chân trời, huyết nhân nhẹ giọng nói, ta thua rồi. Người đàn ông áo xanh nhìn huyết nhân, người đã chọn đi con đường cực đoan. Huyết nhân gật đầu, đúng vậy, vốn tưởng rằng có thể khống chế được, nhưng cuối cùng lại không thể, vì thế năm đó ta tự phong ấn chính mình, cũng dặn tộc nhân đừng dùng huyết phù, chỉ là không ngờ gia tộc lại có tai họa như hôm nay. Nói rồi, gã ta lắc đầu thở dài, nói tiếp, các hạ, thượng cổ thiên tộc ta đã đến nước này rồi, không biết các hạ có thể tha cho. Người đàn ông áo xanh cười nói, thượng lộ bình an. Xoẹt. Huyết nhân liền bị một luồng kiếm quang chém nát. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Thấy cảnh này, mọi người đều nhìn người đàn ông áo xanh, lúc này đây, bọn họ đã hiểu tại sao kiếm minh lại bá đạo vậy rồi. Mẹ nó, do lão đại nhà họ cũng chẳng kém cạnh gì. Diệp Huyên ngược lại đã có phần lo nhoi hơn rồi. So với người đàn ông ác xanh này, Diệp Huyên quả thật có phần mềm mỏng hơn. Người đàn ông áo xanh quay đầu nhìn hai người cô gái đeo mặt nạ ở phía xa, cô gái kia đã chấp nhận số phận, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay cả tiên tổ cũng bị một kiếm giết trong nháy mắt, à ta có thể làm gì được nữa? Chỉ có thể chịu chết. Thiên Diệp thì gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ánh mắt như lửa đốt, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Huyên. Diệp Huyên có chút không hiểu, xin cứu đấy. Là ngươi tới đánh ta trước đó. Sao giờ làm ra vẻ như ta bắt nạt ngươi vậy? Thiên Diệp gần giọng nói, ngươi có một người cha mạnh như vậy, tại sao không nói sớm? Mọi người. Diệp Huyên nghe thế thì há hốc mồm, vãi, ngươi đúng là cực phẩm. Thiên Diệp nhìn người đàn ông áo xanh, y gần giọng nói, nhi tử của ngươi giả heo ăn hổ, ngươi không quản nó sao? Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh nhìn Thiên Diệp rồi cười, ai bảo nó có một người cha mạnh như vậy chứ? Không phục thì ngươi cũng gọi cha mình đến đi, họp phụ huynh đi. Diệp Huyên. Vẻ mặt Thiên Diệp cứng đờ. Người đàn ông áo xanh cười ha ha, ta không còn thời gian nữa, thôi hai người lên đường bình an nhé. Nói rồi, y cầm kiếm vung lên. Xoẹt. Một luồng kiếm quang liền xóa sổ hai người Thiên Diệp. Kết thúc.
thượng cổ thiên tộc đã hoàn toàn bị diệt tộc. Một thế lực tồn tại mấy trăm nghìn năm, cứ thế tiêu tan. Xung quanh, ai nấy đều phải cảm thán trong lòng. Lúc này, Lâm Tiêu ở một bên đột nhiên quay đầu nhìn những cường giả trong Lâm gia, thấy không? Làm việc không tìm hiểu, không khiêm tốn thì sẽ nhận phải kết cục như thế. Các ngươi phải nhớ cho kỹ, ngày sau ra ngoài phải biết khiêm tốn làm việc. Nghe thế, những cường giả Lâm gia đều liên tục gật đầu. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cho dù là lúc nào đi nữa, cũng phải học cách biết mình biết ta. Lúc này, người đàn ông áo xanh nhìn về phía đám người Lâm Tiêu, rồi cười bảo cảm tạ chư vị đã giúp đỡ lần này. Nói rồi, y xòe tay ra, bốn sợi kiếm khí bay đến trước mặt nhóm người Lâm Tiêu, U Linh, Điện Thiên Hành và Ngôn Gia. Người đàn ông áo xanh cười nói, mọi người đã dùng hết lá bài tẩy của gia tộc mình, nên bây giờ ta gửi lại cho mọi người một lá bài tẩy khác, sợi kiếm khí này có thể giải nguy cho gia tộc các người một lần. Nghe người đàn ông áo xanh nói thế, đám người Lâm Tiêu đều mừng rỡ như điên. Sợi kiếm khí này còn trâu bò hơn cả phân hồn tổ tiên nữa. Có sợi kiếm khí này ở đây, họ mừng như lên mây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 154.